Nó xảy ra cứ sau 43,8 giây. Tôi đang nói về nạn trộm xe ở Mỹ nha. Đúng vậy, cứ mỗi phút lại có người mất chiếc xe quý giá của họ vào tay kẻ gian. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những số liệu thống kê đau lòng này, hãy xem tại đây. Hơn 800.000 vụ trộm xe hơi đã được báo cáo chỉ riêng ở Hoa Kỳ vào năm 2020 và xe bán tải Ford đã giành giải nhất cho lựa chọn của kẻ gian, vì đây là chiếc xe hay bị ăn cắp nhất. Ngoài ra, ngày đầu năm mới có nhiều vụ trộm nhất, có vẻ như tất cả chúng ta cần để mắt đến xe của mình đấy. Trước tiên, rất khó có khả năng ai đó có thể lấy cắp ô tô của bạn khi bạn đang lái xe. Nhưng một khi bạn đã đổ xe thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, bạn cần phải đậu xe có trách nhiệm. Vâng, đôi khi bạn có thể cần phải đi bộ nhiều hơn một chút, nhưng điều đó đáng giá nếu bạn để xe ở nơi có đủ ánh sáng. Những chiếc xe đậu không đúng quy cách thường bị xe cẩu kéo đi mất. Hóa ra, không phải tất cả chúng đều là xe cẩu thật. Vì vậy, nếu bạn từng nhìn thấy một cái ở gần ô tô của mình, hãy kiểm tra xem đó là thật hay giả. Một chiếc xe đầu kéo thực sự ít nhất phải có thương hiệu trên đó và đội cẩu xe phải mặc đồng phục. Bạn có nhớ tôi đã nói với bạn rằng không dễ để lấy trộm xe của bạn khi đang lái không? Xin lỗi, nhưng điều đó chỉ đúng một phần thôi. Những kẻ cướp xe không thực sự quan tâm đến việc bạn đang ngồi trong xe đâu. Bí quyết ở đây rất đơn giản. Ngay cả khi bạn đang ở trong xe, luôn nhớ khóa cửa. Những kẻ cướp xe thường có những kế hoạch mờ ám để dụ các chủ xe ra khỏi xe của họ. Họ thậm chí có thể gài bẫy và sắp xếp một vụ tai nạn xe hơi. Vì vậy, ngay cả khi bạn thấy xe của mình bị va chạm từ phía sau, đừng vội ra khỏi xe ngay để kiểm tra. Đợi một chút rồi hãy tấp vào lề. Hãy đảm bảo nơi bạn dừng chân an toàn và có nhiều người xung quanh. Trong trường hợp bạn thấy nghi ngờ, tốt hơn hết là gọi cảnh sát trước. Nếu bạn sẵn sàng bỏ tiền để bảo vệ chiếc xe của mình, thông tin đây, bạn có thể cài đặt một bộ khởi động ô tô từ xa. Nó không chỉ là một điều tuyệt vời cho những người sống ở vùng khí hậu lạnh hơn và những người cần khởi động xe trước. Ưu điểm chính của nó là bạn không thể lái xe đi với chiếc xe khởi động như thế này, vì chế độ này không cho phép bạn sang số. Bất kỳ ô tô nào cũng có số nhận dạng phương tiện hoặc đơn giản là số VIN. Điều này có vẻ vô nghĩa, nhưng đây là một mẹo nhỏ. Khi kẻ trộm bán một chiếc xe bị đánh cắp, chúng sẽ chuyển đổi số VIN. Đó là khi chúng muốn che giấu chiếc xe bị đánh cắp và sử dụng một số VIN khác từ một chiếc xe tương tự. Nhưng nếu bạn khắc số VIN của mình trên mỗi cửa sổ xe, kẻ gian sẽ thấy ngay rằng bạn quan tâm đến việc bảo vệ xe như thế nào. Thêm vào đó, chiếc xe như vậy sẽ có vẻ hư hỏng đối với chúng. Rốt cuộc, chúng sẽ phải thực hiện chuyển đổi số VIN cộng với việc phải nghĩ ra kế hoạch về cách sửa các cửa sổ khi có số VIN khắc trên đó. Kẻ gian có thể sẽ cần phải thay hoàn toàn cửa sổ, và điều đó rất tốn kém. Vì vậy, việc bán lại xe như vậy có vẻ quá tốn thời gian đối với kẻ gian, và họ không sẵn sàng bỏ nhiều công sức đến thế. Thì họ có làm việc gì đâu, họ quá lười biếng để xử lý đóng cửa sổ đó. Nhưng tiện, một số chuyên gia có thể thực hiện việc khắc mã này cho bạn, vì vậy bạn không cần phải tự mình xử lý đâu. Nhân tiện, nếu bạn muốn mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng, số VIN có thể giúp bạn rất nhiều. Một số ô tô được nhận bản có nghĩa là số VIN của chúng không có thật mà chỉ được thêm vào biển số theo cách thủ công thôi. Vì vậy, bạn phải kiểm tra tất cả các tài liệu trước khi mua ô tô đã qua sử dụng. Đặc biệt chú ý đến các tài liệu DVLA V-file và đảm bảo rằng số VIN ở đó trùng với số VIN trên xe. Đây là tiện ích bảo vệ khác nè, nó được gọi là báo động ô tô thông minh và âm thanh của nó thậm chí còn khó chịu hơn cả tiếng đồng hồ báo thức. Nó có thể làm hai việc, đầu tiên tạo ra âm thanh cực lớn có thể khiến những kẻ xâm nhập sợ hãi và thu hút người chứng kiến. Thứ hai, có thể gửi cho bạn cảnh báo trong trường hợp bạn không nghe thấy âm thanh chói tai mà nó tạo ra. Có một cơ chế bí mật khác có thể bảo vệ ô tô của bạn. Bạn có thể cài đặt một nút dừng khẩn cấp mà bạn có thể nối với bộ phận đánh lửa, ắc quy, đường dẫn nhiên liệu, gì cũng được. Khi ra khỏi xe, bạn chỉ cần gạt công tắc, ngay cả khi kẻ gian đánh cắp chìa khóa của bạn bằng cách nào đó, nó cũng sẽ không giúp ích gì cả. Họ sẽ cần tìm công tắc đó để khởi động xe trước, và việc giấu công tắc đó ở đâu là tùy thuộc vào bạn. Tất cả chúng ta đều biết xe càng có nhiều thiết bị an ninh thì càng tốt.
kẻ lừa đảo không thích gây rối với công nghệ, và số liệu thống kê đã chứng minh điều đó. Tesla cùng với những chiếc xe công nghệ cao khác là những chiếc xe ít bị đánh cắp nhất trong vài năm qua. Tuy nhiên, hiện đại không có nghĩa là an toàn và chống kẻ gian. Nhiều phương tiện tuyệt vời có cổng chuẩn đoán quản lý động cơ, nghe có vẻ siêu tiện lợi, nhưng có một nhược điểm, các cổng này có thể giúp mở khóa và thậm chí khởi động xe. Vì vậy, nếu ô tô của bạn có tính năng như vậy, hãy cân nhắc mua một tấm che có thể khóa được nhé. Luôn kiểm tra xem bạn đã đóng cửa sổ chưa trước khi rời khỏi xe. Một kẻ hở dù nhỏ nhất cũng đủ để kẻ gian cậy cửa và lấy trộm xe. Vâng, đừng nói với tôi, đó là điều hiển nhiên. Tôi vẫn thấy người ta để ô tô mở cửa sổ hàng ngày đó. Nếu kẻ gian thật sự muốn, họ có thể chỉ cần đập vỡ cửa sổ bằng một vật nặng hoặc thậm chí là một tảng đá. Bạn hiểu ý tôi không? Cố gắng không làm cho kẻ gian muốn mở xe của bạn. Điều đó có nghĩa là không nên nhìn thấy bất kỳ vật có giá trị nào. Vì vậy làm ơn, không có máy tính xách tay hoặc ví trên ghế trước. Giấu chúng trong cốp xe hoặc mang theo bên mình. Có rất nhiều lựa chọn. Chỉ cần không cho kẻ trộm thấy có thứ gì đó chúng có thể lấy cắp từ xe của bạn thôi. Giữ chìa khóa dự phòng trong hộp đựng găng tay cũng không phải là ý hay. Kẻ lừa đảo biết nơi để tìm nó. Đơn giản mà, xe thì cũng mở được rồi. Điều này không phức tạp lắm. Và họ chỉ cần mở hộp đựng găng tay là thoải mái lái xe bon bon rồi. Giả sử bạn vẫn để vật có giá trị trong xe và chìa khóa dự phòng trong hộp đựng găng tay. Bạn thích thế? Vậy thì cân nhắc cài đặt khóa vô lăng đi. Tuy không hiệu năng lắm, nhưng các chuyên gia tin rằng đó là biện pháp ngăn chặn trực quan hiệu quả. Còn nhớ những tên trộm rất lười biếng và không muốn gây rối với các thiết bị khác nhau chứ. Các chuyên gia cho rằng kẻ gian có nhiều khả năng bỏ qua một chiếc ô tô có khóa vô lăng. Nhưng tiện thì khóa vô lăng cũng có ích đấy. Vì vậy, kể cả khi kẻ gian vẫn muốn lái xe của bạn đi thì cũng không được. Thêm vào đó, không dễ để tháo được khóa đâu. Bây giờ là mẹo hiển nhiên nhất, camera an ninh ấy. Ngày nay, có nhiều loại máy ảnh như vậy. Chúng có chế độ nhìn ban đêm, chức năng phát hiện người và độ phân giải thực sự cao. Tức là mọi thứ bạn cần. Một camera thực sự có thể giúp bạn theo dõi ô tô của mình 24/7. Nhưng trong trường hợp không muốn chi tiền cho việc đó, bạn có thể lắp một hình nộm và hy vọng rằng bọn trộm sẽ không phát hiện ra. Được rồi, hãy tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Ai đó đã bỏ qua tất cả các mẹo đơn giản này và bị mất xe. Họ nên làm gì? Đầu tiên, họ cần cung cấp tất cả thông tin cho cảnh sát. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn biết màu xe. Tôi biết, dễ mà lại. Nhưng vui lòng không sử dụng từ ngữ phức tạp khi mô tả màu xe. Chẳng hạn như, nó không phải là rêu mà là xanh đậm. Bạn cũng cần biết năm sản xuất, kiểu dáng và mẫu mã. Hãy đảm bảo rằng bạn nhớ tất cả những điều này. Cảnh sát cũng sẽ cần biết biển số xe và số VIN của bạn. Nếu bạn không thuộc số VIN, hãy viết một ghi chú trên điện thoại để đề phòng nhé. Vậy là bạn quyết định mua quần áo thuộc thương hiệu nổi tiếng từ người bán lại. Giá thì hời, nhưng có gì đó không ổn lắm. Hãy kiểm tra đường may. Tuy không rõ ràng, nhưng đó là dấu hiệu mấu chốt để nhận biết hàng giả. Với hàng thật, đường may sẽ thẳng, gọn và ôm sát vào vải. Chỉ may trên tất cả các đường may phải đồng màu. Hàng giả sẽ có ít đường may hơn, vì như vậy sẽ giúp giảm chi phí nguyên liệu sản xuất. Đường may cũng sẽ không thẳng thớm. Hãy nghiên cứu logo trên mọi món hàng thật kỹ nhé. Với hàng nhái, logo thường không đúng tỷ lệ như hàng thật. Góc và đường nghiêng có thể sẽ khác, nên bạn cần kiểm tra xem logo ở trên trang web chính thức trông như thế nào. Nhiều thương hiệu cao cấp ép trực tiếp logo của họ lên sản phẩm hoặc sử dụng logo bằng kim loại hoặc da. Trên những món hàng hiệu thật, logo lúc nào cũng hoàn hảo, tên công ty không bị thiếu chi tiết nào và không mắc lỗi chính tả. Trang phục cũng tuyệt đối không có bất cứ lỗi văn bản nào, chứ không chỉ logo. Vải của sản phẩm thật sẽ không bị sổ chỉ hay rách. Nó sẽ không phai màu hoặc nhả màu. Nếu mặt hàng được làm từ da, thì nó nên mang đến cho bạn cảm giác nặng tay. Nếu chất liệu là cotton, thì hãy thử bóp vải trong lòng bàn tay vài giây. Nếu vải nhăn lại như tờ giấy nhàu thì rất có thể nhà sản xuất đã xử lý nó bằng một chất đặc biệt để giữ dáng. Sau lần giặt đầu tiên, nhìn nó sẽ rất kinh khủng. Hãy kéo mạnh phần co giãn trên váy hoặc chân váy, rồi thả ra. Một món hàng chất lượng cao sẽ không bị mất dáng sau khi kéo.
với hàng thật, hoa văn trên vải sẽ luôn khớp với nhau và khóa kéo sẽ đi kèm với dây kéo. Loại khóa kéo này đáng tin cậy và bền nhất, không giống như khóa kéo mở bằng nhựa, thường bị gãy. Tất cả khóa kéo trên váy liền, chân váy và bất cứ kiểu quần áo nào khác đều phải có cùng chiều dài và màu sắc. Cúc phải được đính chắc và không có chỉ thừa. Khuyết áo phải được khâu chìm thật gọn và được cắt đều. Hãy nhẹ nhàng kéo đường may, ghép sang hai bên. Nếu bạn nhìn thấy có khoảng trống thì đó chắc chắn không phải là một mặt hàng chất lượng cao. Nếu màu trên tay cầm, dây kéo hoặc cúc có vẻ phai hoặc để lại vết trên các nếp gấp thì đó là dấu hiệu của một sản phẩm chất lượng thấp mà các thương hiệu chính hãng sẽ không bao giờ sản xuất. Hàng hiệu không bao giờ nằm trong các bao bì có chất lượng thấp. Món đồ sang chảnh sắp về tay bạn phải được đóng gói trong túi dây rút bằng vải và giấy lụa chính hãng. Nếu bạn mua sắm online mà người bán hàng không gửi ảnh cận cảnh chụp lại chi tiết cho bạn kiểm tra thì hẳn họ đang che giấu điều gì đó. Các nhà sản xuất quần jean giả phần lớn chỉ quan tâm đến việc đạo nhái hình dáng và sẽ sản xuất đồ với giá thành rẻ nhất có thể. Vì họ sử dụng chất liệu kém chất lượng nên quần jean sẽ cho cảm giác nhẹ và mỏng hơn. Màu của quần cũng sẽ lạ hoặc bị nhả. Đối với hàng thật, nhãn bên trong nhằm cho biết kích thước và kiểu dáng của quần jean phải có các đường may nhỏ và các mũi khâu nằm sát nhau. Đường may siêu nhỏ này là một thiết bị bảo đảm, nó khiến cho quá trình sản xuất đắt đỏ hơn. Nhãn giả sẽ có đường may dài hơn và các mũi khâu nằm cách xa, nhìn không gọn gàng. Trên hàng nhái, khóa kéo và nhãn ít khi được dập logo nên nhìn chúng có vẻ chung chung. Đinh tán cũng thế đấy, đinh tán trên quần thật phải mang logo hoặc tên nhà sản xuất. Các đường may bên trong được làm ngắn hơn để tiết kiệm chi phí dệt may. Ở mặt sau của hàng nhái quần jean thiết kế, miếng da có nhãn hiệu chỉ là một mảnh, tấm bìa cứng, cực rẻ và hàng nhái sẽ có ít nhãn mác hơn hàng thật. Miếng da ở mặt sau quần jean chính hãng không bị phai màu hoặc khô lại. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể kiểm tra dấu hiệu này sau khi đã giặt quần nhiều lần hoặc nếu bạn mua quần second hand. Điều đầu tiên cần kiểm tra khi mua sắm giày thể thao hàng hiệu là hộp đựng. Hộp phải nguyên vẹn, giày thể thao hàng thật sẽ không có bất cứ vết keo nào có thể nhìn thấy được ở hai bên giày. Phông chữ trên miếng lót giày phải phù hợp với kích thước của giày, còn trên giày giả, chữ sẽ lớn hơn và nhìn không được tự nhiên. Nhãn kích thước luôn được dán lên miếng lót và không được lệch. Phần tại miệng giày, phía trên gót hay heel tab không được nham nhở. Tên thương hiệu ở mặt sau của giày phải được căn giữa thật hoàn hảo. Tất cả các chữ cái sẽ có cùng kích thước và độ cao. Da thật trên hàng chính hãng sẽ cho cảm giác mềm mại và thoải mái hơn khi sử dụng. Người ta dùng cao su chất lượng tốt ở hàng thật, nên các miếng đệm giữa của đế sẽ không bị oxy hóa và đổi màu. Giày thể thao của các thương hiệu nổi tiếng sẽ đối xứng hoàn hảo về mọi mặt. Bạn có thể nhận ra một số đôi bốt thiết kế nhờ số lượng và hình dạng lỗ sỏ dây, cũng như sự tương phản hay hài hòa về màu sắc của các đường may. Đường may phải song song với nhau và được gia công một cách chuyên nghiệp. Khi mua túi hàng hiệu, bạn nên xem kỹ logo. Hãy kiểm tra kích thước của logo và quan sát xem miếng dập logo có rõ ràng và đúng chính tả không. Nhãn bên trong sẽ cho bạn biết quốc gia sản xuất. Nếu nó viết Pháp hoặc Ý thì khả năng đây là giả sẽ thấp hơn. Đa số các thương hiệu cao cấp sẽ gắn thêm thẻ xác thực và đánh dấu túi bằng nhiều số series khác nhau. Hãy tìm hiểu trên mạng để xem túi thật mà bạn muốn mua trông ra sao. Họ không in tên lên mọi mẫu đâu, nên hãy kiểm tra xem liệu món đồ bạn muốn mua có in tên hay không. Các mặt hàng cao cấp hầu như không bao giờ được bán giảm giá, mà dù cho có giảm thật thì cũng không bao giờ là giá bán hàng tồn, nên đừng để bị lừa nhé. Nếu chiếc túi trong mơ của bạn là bằng da thật thì hãy chắc chắn nó mang đến cảm giác và mùi hương của da. Nếu da quá mịn và đều thì khả năng cao đó là giả. Da thật có kết cấu hơi không đồng đều và hàng thật không được sơn phủ bóng loáng, đó là một dấu hiệu khác của đồ nhái. Hãy đếm và đảm bảo các túi nhỏ nằm ở vị trí chính xác. Túi giả thường được làm lại từ hình ảnh nên màu đường viền có thể bị sai tông. Màu đường viền phải trùng màu với màu túi. Phần cứng phải chắc chắn và không được nứt. Các đường may phải hết sức đồng đều. Các nhà thiết kế sẽ không bao giờ để lại những sợi chỉ lỏng lẻo hoặc đường may cẩu thả nhằm giảm giá thành sản xuất đâu. Một chiếc đồng hồ cao cấp
làm từ chất liệu chất lượng hàng đầu, không thể quá nhẹ. Đồng hồ chính hãng sẽ luôn sở hữu những chuyển động tốt hơn đồng hồ giả. Khác với đồng hồ giả, phần máy của đồng hồ thật phải êm ái và bạn sẽ không nghe thấy âm thanh tích tắc lớn. Dây đồng hồ có mùi hôi, màu không đồng đều, bị chảy xước là một số dấu hiệu khác cho biết sản phẩm giả đối với cả các thương hiệu phổ biến tầm trung và cao cấp. Hãy kiểm tra mặt sau của món phụ kiện mà bạn mới mua. Nó phải chứa các thông tin cơ bản như logo có tên thương hiệu không bị lỗi chính tả, chất liệu của hộp đựng đồng hồ thường là thép và thông tin về quốc gia sản xuất phần máy đồng hồ. Hình khắc phải sắc nét và rõ ràng. Kính thiết kế chính hãng sẽ luôn có logo của nhà thiết kế, thông tin nhà sản xuất và mã vạch hoặc mã series trên hộp bán lẻ. Kính cũng được đựng trong hộp chất lượng cao, có chữ cái rõ ràng và cách đều nhau. Bạn có thể tìm hiểu trên mạng và xem cặp kính trong mơ của mình được đóng gói ra sao. Trong kính của kính râm thiết kế luôn có cấu tạo từ vật liệu chất lượng cao và đa số được khắc tên thương hiệu hoặc tên viết tắt. Nếu bạn lỡ cào lên logo và nó dễ dàng bong ra thì đó là hàng giả. Mắt kính thật có khung bằng nhựa, không được quá nhẹ, còn khung bằng thép không gỉ thì không được quá nặng. Khi bạn thử di chuyển bản lề, nó phải cho cảm giác không quá cứng hoặc quá lỏng. Bản lề sẽ được gấp lại nhờ khuôn và vít chất lượng cao. Khi mua khăn quàng cashmere, hãy cầm nó dưới đèn và xem xét kiểu dệt. Nếu đường dệt không đều thì khả năng cao đó là hàng thật, được dệt thủ công. Chỉ máy móc mới có thể tạo ra các kiểu dệt đều đặn mà thôi. Nếu vải quá sáng bóng thì hẳn nó có trộn sợi tổng hợp hoặc những loại sợi ngẫu nhiên. Hãy thử quàng khăn vào cổ nào. Sản phẩm thật sẽ cho cảm giác mềm mại, mịn màng và tinh tế vì pashmina chính hãng không gây dị ứng. Khi cầm trên tay, vải cũng cho cảm giác ấm. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc khăn cashmere và nghi ngờ nó không phải là hàng thật thì hãy kiểm tra xem nó có xù lông không. Qua thời gian, hàng thật sẽ xù lông. Bất cứ loại sợi tự nhiên nào khác đều như thế. Nếu khăn của bạn không xù lông thì có thể nó chứa ni lông hoặc lụa. Nước hoa chính hãng có một lớp giấy bóng kính dày, được gói vô cùng cẩn thận và dính chặt vào hộp. Bạn sẽ không thấy các đường nối rộng, không đồng đều hoặc keo thừa trên đó. Họ làm bao bì thật cho nước hoa từ giấy bìa trắng chất lượng cao. Hãy xem trên trang web của nhà sản xuất và so sánh thông tin được cung cấp tại đó với thông tin trên nhãn mác bao bì. Bất cứ thông tin không khớp nào cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang nhìn một mặt hàng giả mạo. Các thương hiệu nổi tiếng không dùng nhiều thuốc nhuộm trong sản phẩm của họ nên nước hoa chính hãng thường có màu nhạt. Nước hoa luôn được đựng trong chai chất lượng cao với bề mặt mịn và đều, không như chai hàng nhái, chúng hơi thô và có đường viền. Nếu bạn rơi xuống từ một độ cao lớn, hãy cố làm giống tư thế của một người nhảy dù. Đầu và ngực của bạn phải hướng xuống dưới, dang rộng và gập cánh tay và chân ở một góc 90 độ. Nếu có thể, hãy chọn nơi tiếp đất, bụi cây hoặc đống cỏ khô có thể làm đệm cho cú ngã của bạn. Mặt nước chỉ an toàn nếu bạn rơi từ độ cao không quá 45 mét thôi. Trước khi tiếp đất, hãy cố đưa cơ thể về phương thẳng đứng. Hãy nhớ rằng việc ngã về phía trước luôn an toàn hơn ngã ngửa ra sau. Khóa hai cánh tay sau đầu để bảo vệ đầu và cổ của bạn nữa nhé. Thực ra những cách vừa rồi chẳng cứu được bạn đâu, nhưng thà cố gắng còn hơn không. Nhưng nếu bạn rơi tự do xuống từ một vách đá, hãy cố gắng hết sức để chia cú rơi của bạn thành nhiều phần, các phần càng ngắn càng tốt. Mỗi phần này sẽ hấp thụ một chút tác động của cú rơi. Bằng cách này, bạn sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nhiều. Trên đường xuống đáy, hãy cố bám vào một vật rắn chắc như bụi cây hoặc tảng đá. Việc này sẽ làm bạn chậm lại. Nếu bạn thấy một mảnh hoặc một tấm gỗ, cố bám chặt vào nó. Điều này có thể làm dịu cú ngã khi bạn rơi xuống đất. Quan trọng nhất là đừng gồng mình lên, vì như vậy sẽ gây hại đến các cơ quan nội tạng của bạn. Hãy che đầu và cố gắng tiếp đất bằng chân với đầu gối hơi trùng. Trên thực tế, một khi bạn đã rơi thì mọi thứ trong người bạn đều không thẳng được. Nhưng này, bạn phải cố gắng thôi. Nếu bạn đang ở trong một tòa nhà sụp đổ và bị một đống gạch vụn đè lên người, thì hãy cố gắng kiềm chế cơn hoảng sợ lại. Vâng, nhiệm vụ chính của bạn lúc này là bảo vệ cơ quan hô hấp và làm cho nguồn cấp khí thở kéo dài lâu nhất có thể. Nếu có đủ không gian, hãy cởi áo sơ mi hoặc áo phông của bạn và buộc phần đáy thành nút. Sau đó, chùm cổ áo qua đầu để nút thắt ở trên đỉnh đầu của bạn. Bạn sẽ có một chiếc mũ chùm đầu tạm thời giúp bảo vệ khuôn mặt khỏi bụi, cát và các mảnh vụn. Nó cũng cung cấp cho bạn một chút oxy khi bạn cố ngoi lên mặt đất nữa. Nếu bạn mắc kẹt trong một chiếc thang máy đang rơi,
hãy nằm ngửa và cố dang chân tay càng rộng càng tốt. Mỡ trong cơ thể và cơ bắp của bạn có thể nén lại được và mỡ sẽ hấp thụ một phần lực va chạm. Nếu bạn không thể nằm, hãy ngồi trên sàn, vẫn tốt hơn là đứng. Lưng bạn sẽ hoạt động giống như một túi khí trong ô tô. Nhưng dù bạn chọn tư thế nào thì cũng hãy che đầu lại. Phương pháp chuẩn nhất là đặt một cánh tay trước mặt và cánh tay kia quàng ra sau gáy. Nếu bạn bị kẹt ở nơi hoang dã, trước hết hãy đi tìm nước. Kiểm tra các khu vực trũng thấp. Nếu có núi, hãy tìm nước dưới chân các vách đá. Nếu bạn lấy được một chút nước mưa, đừng để nước ở trong bình quá lâu, nước sẽ nhiễm khuẩn đấy. Hãy chú ý đến đàn kiến leo cây. Khả năng cao chúng đang di chuyển đến nguồn ẩm ướt nào đó bên trong cây. Một chai nước có thể giúp bạn nhóm lửa nếu bạn để chai dưới ánh nắng trực tiếp đủ lâu. Vỏ chai sẽ hoạt động như một thấu kính, tích tụ toàn bộ nhiệt vào một điểm. Hãy dùng lửa và khói để ra hiệu cầu cứu. Đậy các cành to hoặc một cái chảo lên lửa trong 3 đến 4 giây, khói sẽ tích tụ đủ. Sau đó, để cho khói thoát ra. Nếu bạn rơi qua băng, hãy cố gắng trở lại rìa băng. Đừng ghì lấy băng để kéo mình ra. Rìa sẽ gãy tiếp, khiến bạn kiệt sức nhanh chóng. Hãy đá chân cho đến khi cơ thể nằm ngang trong nước, sau đó ra khỏi nước và nằm lên băng. Khi đã ở đó, đừng đứng lên. Trọng lượng cơ thể bạn nên được phân bổ trên một vùng rộng hơn. Khi đó, băng sẽ ít bị vỡ đi. Dần dần, lăn về phía bờ như cách hải cẩu làm nhé. Nếu bạn bị chuột rút trong khi bơi, hãy cố gắng nằm ngửa và trôi đi trong tư thế này. Xoa bóp lòng bàn chân hoặc phần chân mà bạn bị chuột rút. Nếu bạn bị chuột rút ở bắp chân, hãy gập đầu gối và kéo gối về phía ngực. Bạn vẫn phải nổi trên lưng của mình. Cố làm giảm cơn chuột rút bằng cách kéo các ngón chân lên trên. Nếu bạn đang ở trong một ngôi nhà bị cháy, hãy cúi thấp người và bò về phía lối ra gần nhất. Khói thường bốc lên trần nhà, bởi vậy khi cúi người, bạn sẽ không hít phải khói. Nếu bạn có một mảnh vải hoặc một chiếc khăn tay, hãy che nó vào miệng. Nó sẽ giống như khẩu trang vậy, giúp ngăn khói xâm nhập vào hệ hô hấp. Hãy nằm xuống và lăn qua lăn lại nếu quần áo của bạn bắt lửa. Nếu bạn có bình cứu hỏa, hãy nhắm vào chân của ngọn lửa, như thế hiệu quả hơn nhiều. Và hãy nhớ rằng, nếu bạn đập vỡ cửa sổ, bạn sẽ cho nhiều oxy vào hơn. Điều này sẽ khiến ngọn lửa càng bùng lên to hơn. Và sau đây là những gì bạn nên làm để giữ an toàn trong thiên tai. Nếu một khu vực bị ngập khi bạn đang ở ngoài trời, hãy tránh xa mọi con suối, cống thoát nước mưa hoặc sông. Hãy cố lên vùng đất cao hơn. Nếu bạn mắc kẹt trong nhà, hãy trèo lên mái nhà nếu nó đủ an toàn. Nếu một cơn lốc xoáy đang di chuyển về phía bạn và bạn không có đủ thời gian để chạy trốn, hãy tìm một con mương hoặc một nơi trũng thấp, nằm xuống và dùng tay hoặc quần áo che đầu lại. Nếu một cơn lốc xoáy xảy ra khi bạn đang ở trong nhà và nhà bạn không có tầng hầm thì hãy nấp trong bồn tắm. Dùng gối để bảo vệ đầu khỏi các mảnh vụn có thể rơi xuống. Hệ thống ống nước trong các bức tường giúp tăng độ vững chãi cho phòng tắm. Nhưng nếu phòng tắm của bạn có cửa sổ hoặc tường quay mặt ra bên ngoài, hãy chọn một nơi an toàn như tủ quần áo chẳng hạn. Càng có nhiều tường ngăn cách bạn khỏi cơn lốc xoáy thì càng tốt. Nếu có bão mà bạn đang ở ngoài trời và đột nhiên cảm thấy tóc mình dựng đứng lên thì đó là dấu hiệu cho thấy sét sắp đánh. Da của bạn có thể sẽ ngứa ran và bạn sẽ nghe thấy tiếng nhấp chuột hoặc ù ù. Ngay lập tức cúi xuống và áp đầu bạn vào giữa hai đầu gối. Dù cho bạn nên cúi càng thấp càng tốt, nhưng cũng đừng nằm xuống. Thứ duy nhất chạm đất nên là mũi chân của bạn. Hãy chụm hai gót chân lại với nhau. Như vậy, thay vì toàn bộ cơ thể bạn, điện sẽ đi vào chân này và ra khỏi chân kia. Bạn cũng có thể dùng tay che tai lại để tránh bị suy giảm thính lực. Nếu bạn bị lạc trong sa mạc, hãy di chuyển vào sáng sớm. Như vậy bạn sẽ tránh được cái nóng. Nếu nhìn thấy một ngọn đồi hoặc vùng đất cao, hãy leo lên và quan sát xung quanh. Biết đâu bạn sẽ thấy cây xanh, tòa nhà hoặc một con đường nào đó. Ban đêm, bạn sẽ không có cơ hội như vậy đâu. Nhiều động vật sống trên sa mạc cũng săn mồi sau khi mặt trời lặn. Và đây là cách bạn nên đối phó với động vật hoang dã. Nếu một con bò tót đang lao vào bạn, hãy đứng yên cho đến khi nó tới gần. Sau đó ném quần áo theo hướng ngược lại. Bò tót phản ứng với các chuyển động. Việc ném mũ hoặc áo ra xa bạn sẽ khiến con vật mất tập trung và đuổi theo vật đang chuyển động. Nếu một con cá mập đang di chuyển về phía bạn, đừng hoảng loạn bơi đi. Trông bạn sẽ giống như thứ mà con vật muốn ăn. Hãy chờ cho đến khi con cá mập đến gần hơn và đấm nó. Nhắm vào mắt, mũi và mang của nó ấy. Đó là các vùng dễ bị tổn thương duy nhất trên cơ thể của cá mập.
Nếu bạn gặp một bầy chó dữ, hãy đánh lạc hướng chúng và lặng lẽ đi ra xa. Nếu một con chó vẫn cứ lao vào bạn, hãy để một vật gì đó ở giữa bạn và hàm của nó. Tiếp theo, giả sử bạn vô tình quấy nhiễu một đàn ong, rồi chúng đuổi theo bạn. Hãy chạy theo đường thẳng càng nhanh càng tốt, cho đến khi chúng không đuổi theo nữa. Một giải pháp hay hơn nữa là tìm một nơi trú ẩn nào đó, có thể là ô tô của bạn, một ngôi nhà hoặc phòng tắm công cộng và nấp bên trong đó. Nào, nếu bạn vô tình gặp một con gấu, hãy tự giới thiệu bản thân. Khoan, thực ra còn tùy xem nó thuộc loài nào. Nếu đó là một con gấu nâu cách xù, hãy ngã và giả vờ như bạn đã toi mạng. Cũng dễ mà. Nhưng nếu đó là một con gấu đen nhỏ con hiếm khi tấn công người, thì việc hét lên và làm cho mình trông to lớn hơn sẽ hữu ích đấy. Bạn cũng có thể xua đuổi con gấu bằng cách giả vờ lao vào nó. Khi bạn gặp rắn, hãy cố gắng im lặng nhất có thể. Nếu có cơ hội để chuồn đi, hãy tận dụng ngay. Nhưng nếu bạn không thể tránh được loài bò sát này, thì việc đập hai cái que vào nhau hoặc dậm chân sẽ khiến nó rút lui. Dù cho ta không thấy đôi tai của rắn, nhưng tai chúng rất nhạy cảm với các rung động. Và nếu toàn bộ những chuyện này xảy ra vào cùng một ngày với bạn, hãy gọi cho tổ chức Guinness, vì tôi chắc kèo là bạn vừa lập kỷ lục rồi đấy. Bạn đang chạy trong một con hẻm tối để tìm tới quán cà phê mới mở, nơi bạn bè đang đợi. Bạn có thể nghe thấy đủ loại âm thanh đáng sợ và bí ẩn. Ôi, cái gì vậy? Một con quái vật vừa nhảy lên đầu bạn. Bạn chạy thật nhanh thêm vài giây nữa, cuối cùng rồi cũng đến nơi. Mọi người bắt đầu cười nhạo bạn. Bạn hét lên là hãy gọi 911. Nhưng rồi bạn nhìn thấy có một con mèo đang ngồi trên đầu bạn qua cái gương. Trong trường hợp thực sự khẩn cấp, bạn có thể nhờ cậy iPhone bằng cách kích hoạt SOS khẩn cấp. Nó sẽ bật còi hú lớn để mọi người xung quanh biết rằng bạn đang gặp nạn hoặc để xua đuổi kẻ xấu. Nó tự động gọi cho các dịch vụ khẩn cấp trong khu vực để gửi cứu viện đến chỗ bạn. Và nếu bạn bật tính năng đó, nó cũng có thể gửi tin nhắn văn bản tự động đến một số trong danh bạn mà bạn đã chọn. Để sử dụng SOS khẩn cấp, bạn cần giữ đồng thời nút khóa và một trong hai nút âm lượng trong 5 giây. Bạn cũng có thể kích hoạt phương pháp bấm vào nút khóa màn hình 5 lần liên tiếp nhằm thực hiện SOS khẩn cấp trong cài đặt SOS khẩn cấp gọi bằng nút bên. Để tối đa hóa tính năng này, bạn có thể chỉ định các số liên lạc khẩn cấp và ứng dụng sức khỏe, nhấp vào ảnh đại diện và chọn thông tin y tế trong menu mở ra. Nhấn vào chỉnh sửa, cuộn xuống danh bạ khẩn cấp và nhấn vào nút thêm. Bây giờ, bạn có thể chọn một hoặc nhiều người và nêu rõ mối quan hệ giữa họ và bạn. Sau khi hoàn thành, đừng quên nhấn nút xong để lưu tất cả các thay đổi nhé. Bây giờ, trong trường hợp gặp sự cố, iPhone của bạn sẽ nhắn cho các số liên lạc khẩn cấp đó để thông báo vị trí hiện tại của bạn và cho họ biết bạn đã kích hoạt SOS. Nếu bạn đang di chuyển, họ sẽ được cập nhật về điểm đến cuối cùng của bạn. Bạn cũng có thể điền vào tất cả các dữ liệu y tế trong trường hợp bị bất tỉnh và cần tới sự trợ giúp của người phản hồi đầu tiên. Nếu sử dụng điện thoại Android, bạn có thể kích hoạt chế độ khẩn cấp bằng cách giữ phím nguồn và nhấn vào chế độ khẩn cấp khi menu nguồn mở ra. Bạn cũng có thể bấm nhanh vào nút nguồn 3 lần liên tiếp. Bạn sẽ phải chọn ô đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chế độ khẩn cấp. Tất nhiên rồi. Sau đó nhấn bật. Nếu điện thoại Android của bạn không có phím nguồn, bạn sẽ phải vuốt xuống để mở cài đặt nhanh rồi nhấn vào biểu tượng nguồn và chế độ khẩn cấp. Màn hình sẽ tối đi, còn các ứng dụng sẽ được hạn chế để giúp bạn tiết kiệm pin. Nó sẽ cho phép bạn sử dụng đèn pin, phát ra âm thanh báo động lớn, gửi đi vị trí của bạn và tất nhiên là thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Bạn có thể gọi từ màn hình khóa, chỉ cần vuốt lên và chọn cuộc gọi khẩn cấp để quay số là xong. Bạn sẽ thấy các số liên lạc khẩn cấp mà mình đã thêm ở đầu màn hình. Bạn có thể chỉ định tối đa 4 số liên lạc trong cài đặt, giới thiệu về điện thoại, thông tin khẩn cấp. Vị trí chính xác có thể khác nhau giữa các điện thoại. Việc điền tất cả các thông tin y tế trong phần này cũng hữu ích đấy. Nếu bạn phải sử dụng tính năng SOS, điện thoại của bạn sẽ chụp ảnh bằng camera trước và sau đó ghi lại âm thanh xung quanh. Dữ liệu này sẽ được gửi đến tất cả các số điện thoại khẩn cấp cùng với vị trí chính xác của bạn với thông báo "Tôi cần trợ giúp". Dù máy Android của bạn không có tín hiệu hoặc không hoạt động khi chưa cắm thẻ SIM, nó vẫn sẽ cho phép bạn gọi 911 bằng cách sử dụng tín hiệu từ nhà cung cấp dịch vụ khác. Khi không cần chế độ khẩn cấp nữa, bạn có thể nhấn vào dấu 3 chấm để mở tùy chọn khác và chọn tắt chế độ này. Nếu muốn biết chính xác mức độ mạnh yếu của tín hiệu, hãy tắt Wi-Fi và gọi số này. Nó sẽ khởi chạy công cụ kiểm tra vị trí. Trên các phiên bản iOS cũ hơn, điện thoại sẽ hiển thị một con số ở góc trên cùng bên trái màn hình.
Nếu bạn đang dùng một phiên bản iOS mới hơn, nó sẽ mở ra menu chính có chứa thông tin thiết bị, nhấn LTE và sau đó chọn cung cấp cường độ di động. RSRP0 và RSPR1 là cường độ tín hiệu di động thể hiện bằng con số. Chúng chính xác hơn thành tín hiệu và luôn là số âm. Số càng gần âm 50 thì càng mạnh, còn âm 130 là mức tệ nhất đấy. Trên Android, bạn có thể thấy tính năng này trong cài đặt, tùy chọn khác hoặc cài đặt khác. Mở giới thiệu về điện thoại, tìm mục mạng di động, sau đó nhấn cường độ tín hiệu. Nếu không thấy, hãy thử vào loại mạng hoặc trạng thái SIM. Đừng bao giờ tắt điện thoại trong trường hợp khẩn cấp, ngay cả khi sắp hết pin. Nếu bạn cứ để điện thoại bật, nó sẽ cho phép dịch vụ khẩn cấp liên hệ với bạn và tìm ra bạn bằng cách sử dụng dịch vụ GPS. Nếu bạn không muốn chuyển sang chế độ khẩn cấp vì lý do nào đó, nhưng muốn lâu hết pin hơn, hãy giảm độ sáng màn hình và cài đặt tắt màn hình sau khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Tắt rung, Wi-Fi, Bluetooth và chuyển vùng dữ liệu, đồng thời không chạy bất kỳ ứng dụng nào trừ những ứng dụng khẩn cấp. Tuy nhiên, đừng tắt ứng dụng nền. Việc này ngốn nhiều pin hơn là cứ để chúng chạy. Nếu bạn đi chơi với bạn bè hoặc đồng nghiệp và phải đi qua một khu vực không an toàn, bạn có thể theo dõi vị trí của mọi người trên WhatsApp bằng tính năng vị trí trực tiếp. Trước tiên, bạn cần cấp quyền theo dõi vị trí của bạn cho ứng dụng trong mục cài đặt, ứng dụng và thông báo, nâng cao, quyền ứng dụng, vị trí, rồi bật WhatsApp. Cách thức có thể khác nhau tùy điện thoại, nhưng về cơ bản là thế. Sau đó, mở cuộc trò chuyện và chọn đính kèm, chọn vị trí và chia sẻ vị trí trực tiếp. Tại đây, bạn có thể chọn thời gian chia sẻ vị trí với những người tham gia cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm. Nhấn gửi. Bạn có thể ngừng chia sẻ bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của mình ngay lập tức hoặc yêu cầu được biết về vị trí của người thân thông qua ứng dụng danh bạ đáng tin cậy của Google. Nếu sau một lúc bạn không trả lời yêu cầu của họ, dù họ đã biết bạn đang di chuyển, thì ứng dụng sẽ tự động gửi cho họ vị trí của bạn. Hãy tải xuống bản đồ ngoại tuyến khi đi du lịch hoặc đến một địa điểm mới nào đó trong thành phố. Chúng có thể giúp bạn trong trường hợp bạn đang ở một khu vực xa lạ và không có hoặc có nhưng tín hiệu lại kém. Hãy sử dụng mật khẩu thay vì mật mã 4 hoặc 6 chữ số trên iPhone của bạn. Bạn có thể đổi trong mục cài đặt Touch ID hoặc Face ID và mật mã. Thay đổi mật mã, nhập mật mã cũ, sau đó nhấn tùy chọn mật mã và mã kiểu chữ số tùy trình. Chọn kết hợp giữa chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu. Chọn vân tay thay vì nhận dạng khuôn mặt. Người ta có thể mở khóa điện thoại bằng một bức ảnh chất lượng cao của bạn đấy. Dấu vân tay thì không dễ dàng để bắt chước như thế. Nếu đang đi qua khu vực không an toàn, bạn có thể chọn tắt tính năng sinh trắc học một lúc. Vào cài đặt Touch ID hoặc Face ID và mật mã và tắt Touch ID hoặc Face ID. Khi đã an toàn, bạn có thể cài đặt dấu vân tay hoặc khuôn mặt của mình vào hệ thống một lần nữa. Trên Android, bạn có thể bật chế độ khóa. Nó cho phép bạn tắt xác thực vân tay ngay lập tức và ẩn thông báo trên màn hình khóa để bảo vệ dữ liệu của bạn. Bạn hoặc ai đó đang cầm điện thoại của bạn sẽ chỉ có thể mở khóa điện thoại bằng cách nhập mật khẩu hoặc mã PIN. Để kích hoạt chế độ khóa, hãy vào cài đặt, cuộn đến bảo mật và vị trí. Sau đó nhấn tùy chọn màn hình khóa. Chọn bật tùy chọn màn hình khóa. Sau đó bạn chỉ cần nhấn và giữ nút nguồn để đưa điện thoại vào chế độ đó mà thôi. Để giúp iPhone nhận ra bạn nhanh hơn trong mọi điều kiện thời tiết, bạn có thể thêm một khuôn mặt thay thế vào chức năng Face ID. Hãy đội mũ hoặc kính mùa đông, che mặt bằng khăn quàng cổ và mở cài đặt Face ID và mật mã. Thiết lập khuôn mặt thay thế. Tính năng này hiệu quả cho iOS 12 và các phiên bản mới hơn. Hãy cài thêm ứng dụng khẩn cấp có sẵn cho cả iPhone và Android. Chúng có thể hướng dẫn bạn phải làm gì trước, trong và sau một thảm họa thiên nhiên hay thậm chí là cách để đòi quyền bảo hiểm của bạn sau này. Một số làm thế dưới dạng các câu đố để giúp bạn ghi nhớ. Có một ứng dụng động đất theo dõi điện thoại của người dùng để đo khoảng cách và xác định các vị trí nơi động đất xảy ra nghiêm trọng nhất. Hy vọng rằng đó không phải là nơi bạn đang ở. Bạn bước ra cửa và chui vào xe. Không có sự lựa chọn, có một việc phải làm và nó sẽ không vui chút nào đấy. Bạn cần mua đồ tạp hóa, bạn chỉ cần giấy vệ sinh và vài quả cam. Nhưng bằng cách nào đó, bạn đã rời cửa hàng với 4 túi đồ liền. Chuyện đó đã xảy ra, chỉ cần bỏ chúng vào cốp xe thôi. Ồ, chờ đã, đây rồi. Trong đó có rất nhiều đồ cũ mà bạn định đi quyên góp. Bạn cũng không thể để đồ tạp hóa vào ghế sau được. Chúng có thể sẽ rớt hết mất. Đây là giải pháp.
lấy một vài chiếc móc khóa có lò xo, giữ gối tựa đầu và nâng nó lên một chút. Bây giờ bạn đã có một không gian cho móc khóa trên các thanh kim loại kia và chỉ cần mở móc rồi treo túi đồ lên thôi. Tuyệt cú mèo. Ồ, bạn thích mèo đó sao? Tốt, đây là những kiến thức thêm cho bạn để giúp việc lái xe dễ dàng hơn một chút này. Chúng ta đều đã trải qua những ngày nắng nóng khó chịu ấy. Những ngày mà bạn luôn mơ ước có một món đồ uống trên tay. Hôm nay là một ngày như vậy. Bạn đã mua một chai Coca ở cửa hàng và bạn cần dụng cụ mở nắp chai. Vấn đề duy nhất là bạn không có cái nào cả. Đừng lo. Thấy mấy món kim loại trên dây an toàn kia không? Chúng giữ cho bạn an toàn nhưng cũng có hình dạng y chang như dụng cụ mở nắp chai. Dễ ợt. Bạn vẫn còn hộp DVD cũ ở đâu đó chứ? Phủi bụi một hộp và lấy nó làm tấm che dàn âm thanh trên xe thôi. Đây là những gì bạn cần làm. Dùng keo cắt bỏ các cạnh đi. Ý tưởng là tạo ra một tấm che phẳng, gần giống như tờ giấy. Việc còn lại thật dễ dàng. Bạn vào xe với tấm che mới tự làm đó, cắt bỏ những phần thừa và đặt nó dưới hệ thống âm thanh để nó không rơi ra. Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là đóng nó lại, giữ nó gọn gàng và sạch sẽ. Thêm vào đó thì sẽ không ai nảy ra ý gì xấu đâu. Bạn lái xe ra ngoài nhưng lại để quên giá đỡ điện thoại ở nhà. Dở hơi quá. Có thể bạn cần GPS, cần gọi điện hoặc quay vlog mới nhất, ví dụ như xem tôi lái xe vòng vòng này. Vậy nên bạn cần ứng biến một chút. Đưa tay xuống gầm ghế và lấy một ít dây thun ra. Rõ ràng là bạn không dùng chúng để làm gì cả. Dưới đó không có sao. Kiểm tra hộp đựng găng tay xem. Có rồi. Tiếp theo, quấn chặt một hoặc hai sợi xung quanh lỗ thoát khí, sau đó nhét điện thoại vào giữa. Nếu làm đúng, bạn sẽ có một giá đỡ điện thoại tự chế để dùng khi cần. Nếu làm sai, chà, xin chào nghệ thuật đương đại. Nếu bạn vừa có bằng lái xe hay một chiếc ô tô mới và chưa hoàn toàn quen với cảm giác lái xe thì có một mẹo đơn giản mà bạn có thể áp dụng để lái thuần thục hơn đây. Lấy một chai nhựa và đặt nó trước xe. Sau đó hãy lái xe cán qua chai vài lần, tiến và lùi. Việc này sẽ giúp bạn cảm nhận chính xác vị trí của bánh xe và kích thước phần trước của xe. Được rồi, bạn cảm thấy mình có chút nghệ thuật tiềm ẩn, nhưng sợ rằng mình không có tài năng. Những gì bạn cần là đối tác nghệ thuật hoàn hảo, đó là chiếc xe của bạn. Lấy vài chai màu vẽ nhỏ và đặt chúng thẳng hàng, ngay trên đường bạn lái xe. Sau đó, trải một tấm canvas trắng ngay trước đó. Bạn có thể dùng tấm bìa cứng lớn, tấm ga trải giường kéo căng hoặc một số tờ giấy trắng. Bây giờ là phần thú vị đây. Quay vào xe, khởi động động cơ và lái qua các chai màu vẽ. Chúng sẽ văng khắp tấm canvas và tạo ra tác phẩm nghệ thuật trừu tượng độc đáo. Xin chúc mừng, bạn chính thức là một nghệ sĩ rồi đấy. Khi bạn đang lái xe xuyên quốc gia, kẻ thù lớn nhất có thể là mí mắt bạn. Chúng cứ liên tục chĩu xuống ấy. Nếu bạn cũng như vậy thì lần sau khi đi du lịch bằng đường bộ, hãy mang theo một tấm nệm hơi. Cảm thấy hơi buồn ngủ giữa đường sao? Tấp vào một nơi nào đó an toàn, trải nệm hơi ở ghế sau và chợp mắt một chút. Bạn sẽ thức dậy với cảm giác thoải mái và lại sẵn sàng lên đường. Bạn thậm chí có thể để sẵn tấm nệm ở đó cho những lúc bạn lại muốn nghỉ ngơi ấy chứ. Nếu bạn đang đi du lịch dài ngày với một người bạn và họ cũng cảm thấy buồn ngủ, chuyện này dễ hơn một chút này. Sắm cho dây an toàn trên ô tô của bạn một lớp vỏ bọc mềm mại. Phụ lái của bạn chỉ cần nghiêng đầu sang một bên và đánh một giấc là xong. Chỉ hy vọng là họ không ngáy thôi. Gương của bạn quá nhỏ để cho bạn xem tất cả những gì bạn cần nhìn thấy trên đường sau. Những điểm mù có thể gây khó chịu và bạn có thể bị đau cổ vì những lần cua ngoằn ngoèo mỗi khi chuyển làn. Với gương 180 độ mới và cải tiến, bạn sẽ không cần phải tiếp tục làm con cú nữa đâu. Giả sử bây giờ bạn có tới 4 người trên xe. Bạn thân ngồi bên cạnh bạn đang gục trên dây an toàn có lớp vỏ bọc tuyệt vời mà bạn đã sắm, và hai người bạn khác chán nản ngồi nghịch điện thoại ở ghế sau. Trước chuyến đi, vì bạn là nhà tổ chức có tâm nên bạn sạc máy tính bảng của mình để họ có thể xem phim hay gì đó. Nhưng ai mà muốn cầm máy tính bảng suốt 2 tiếng đồng hồ cơ chứ? Chỉ cần dùng giá đỡ máy tính bảng tiện lợi mà bạn có thể treo vào ghế trước này thôi. Nó giống như màn hình cảm ứng có trên những chiếc máy bay mới với hàng trăm bộ phim để lựa chọn, riêng tư và cá nhân. Thật là một nhà tổ chức giỏi quá đi. Những hành khách ở ghế sau còn xứng đáng được sự thoải mái hơn nữa. Lấy vài cái núm hút chân không để có thêm chỗ treo đồ. Bạn bè của bạn thậm chí còn không biết họ cần nó đấy. Họ có thể treo vài tấm vải che nắng, túi khoai tây chiên, quạt di động. Thật hoàn hảo, cho đến khi bạn vô tình kéo cửa sổ họ xuống.
cốp xe thường giống một ngọn núi lửa hành lý hơn là một chỗ để đồ ngăn nắp, thật lộn xộn. Vậy tại sao không tự ứng biến một hệ thống ngăn chia để mọi thứ ngăn nắp? Bạn có thể dùng gỗ hoặc chỉ cần một đám thùng các tông chắc chắn là ổn. Một ngăn dành cho đồ ăn, một ngăn để những giấy tờ không dùng đến, một ngăn dành cho hành lý và một ngăn để bản đồ mà bạn đã không dùng trong 10 năm. Tôi còn quên gì không nhỉ? Nếu lái xe đường dài, lưng bạn có thể sẽ đau và trời ơi, bạn quên mang theo tấm nệm hơi rồi. Chỉ cần để sẵn một chiếc gối tựa lưng dưới ghế ngồi và lấy nó ra dùng khi cảm thấy đau là được. Không phải tất cả chúng ta đều là những người đậu xe giỏi, hãy thừa nhận đi. Đôi lúc bạn có thể làm chảy xước chiếc xe khi không cẩn thận. Hãy mua vài con gà cao su đáng yêu, thứ sẽ kêu lên khi bạn bóp ấy. Cảnh báo, trông bạn sẽ khá buồn cười, nhưng sẽ không bao giờ làm xước xe nữa. Được rồi, hãy lấy chúng ra trước khi đỗ xe và móc chúng vào các góc phía trước và sau xe. Khi bạn đến quá gần cây cột hoặc tường hoặc xe của người khác, những con gà sẽ cất lên bài ca kinh điển. Và nếu bạn vẫn tiếp tục, chúng sẽ hoạt động như một bộ giảm sóc mềm mại để bảo vệ lớp sơn của bạn. Bạn đã về đến nhà, chuyến đi tốt đẹp, nhưng bây giờ chiếc xe của bạn lại cực kỳ bẩn, có vài chỗ bạn không thể làm sạch. Được rồi, lấy một ít chất nhờn ma quái. Vâng, bạn đã nghe đúng rồi đấy, chính là chất nhờn slime đấy. Nhét nó vào những chỗ mà bụi bẩn không ra được. Chất dính này sẽ bám vào chất bẩn khác. Giờ bạn chỉ cần lau sạch mọi thứ. Không biết chất nhờn là gì sao? Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ với YouTube nhé. Bạn có một người bạn lông xù thường ngồi ở ghế sau sao? Chắc chắn nó là người bạn luôn đồng hành với bạn. Nhưng nó rụng lông như lá mùa thu. Nhìn tất cả đống lông nó để lại cho bạn như một món quà cảm ơn đi. Cảm ơn sao? Bạn yêu chú chó của mình nhưng thôi nào. Tại sao nó lại không rụng lông ở sân sau chứ? Cảm giảm đủ rồi. Hãy lấy một tấm phủ băng ghế sau hay còn gọi là chăn, đủ dài để che ghế và phần tựa lưng. Giờ ngay cả khi chó cưng của bạn đi khắp nơi thì tất cả những sợi lông rụng đó vẫn sẽ dính trên tấm phủ. Chỉ cần nhớ giặt nó theo chu trình riêng vì bạn sẽ không muốn lông dính đầy vào quần áo đâu. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất cho người ngồi sau tay lái là không bao giờ lái xe qua vùng nước đọng trong một trận lũ. Thoạt nhìn có vẻ nó chỉ là một vũng nước nhỏ, nhưng trên thực tế nó có thể sâu hơn rất nhiều. Các chuyên gia nói rằng chỉ một vũng nước 30cm cũng có thể khiến xe bạn trượt khỏi đường và mất kiểm soát. Vì vậy, nếu xe bạn bị kẹt trong nước, hãy trèo ra khỏi xe. Khả năng cao xe sẽ chết máy sau khi nước ngấm vào các thiết bị điện tử bên trong. Nếu có thể, hãy tìm vùng đất cao hơn và ở lại đó. Nhưng nếu nước ngập đến đầu gối của bạn và chảy quá nhanh, hãy lên nóc xe và đợi người tới giúp. Giả sử bạn vô tình lái xe đâm xuống sông hồ hoặc xe của bạn rơi từ trên cầu xuống, nếu có thể, ngay lập tức tìm cách mở toàn bộ cửa sổ. Nghe có vẻ phản trực giác vì nước sẽ tràn vào bên trong ngay lập tức. Nhưng thực chất đây là một điều tốt. Bằng cách này áp suất bên ngoài và bên trong xe sẽ trở nên cân bằng. Nghĩa là bạn có thể bơi ra ngoài qua cửa sổ hoặc thậm chí là mở cửa chính. Điểm mấu chốt ở đây là bạn phải hành động nhanh chóng trước khi thiết bị điện tử bị ướt và ngừng hoạt động. Như vậy bạn sẽ không thể làm gì. Nếu bạn cần phá cửa sổ, hãy chọn cửa ở hai bên. Kính chắn gió khó đập hơn vì chúng thường được làm dày hơn. Sau khi ra khỏi xe, đừng chần chừ gì cả, hãy bơi về phía bờ. Nếu bạn nghe tin một cơn bão hoặc dông với sức gió mạnh đang đến gần, đừng mạo hiểm. Hãy trốn trong tủ quần áo hoặc tầng hầm nếu có. Nếu bạn nhìn thấy nước dâng lên ở bên ngoài, đừng nghĩ đến việc lội nước. Rất có thể nó sẽ đẩy ngã bạn. Nếu bạn thấy nước đã dâng cao trong nhà, hãy cố gắng leo lên mái nhà. Nhưng chỉ leo lên khi bạn biết việc đó là an toàn và gió sẽ không quật ngã bạn. Giả sử bạn bị lạc ở nơi hoang dã, đột nhiên bạn nhìn thấy một hang động có thể trở thành một nơi trú ẩn hoàn hảo. Bạn thấy gỗ cùng bùi nhùi gần đó và bạn có diêm. Lợi thế đang nghiêng về phía bạn nếu bạn không mắc một sai lầm chết người. Không nhóm lửa bên trong hang động và đó không phải là vì khói. Sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa sẽ làm các tảng đá nở ra. Sau đó các bức tường và trần của hang động có thể sụp đổ và bạn sẽ mắc kẹt trong đống đất đá lở xuống. Để vừa giữ ấm, vừa được an toàn, hãy đốt lửa ngay bên ngoài hang động. Khi một người bị nghẹt thở, nguồn cung cấp oxy liên tục cho não của họ bị ngắt. Vì vậy, việc sơ cứu càng sớm càng tốt là tối quan trọng. Nhưng nếu bạn là người đang bị nghẹt thở và bạn ở một mình khi điều đó xảy ra, trước hết, hãy nắm tay thật chặt và để nắm tay cao hơn rốn một chút.
sau đó dùng tay còn lại che nắm đấm và gập người trên bàn, mặt bếp hoặc ghế. Và cuối cùng, bất ngờ đẩy nắm đấm của bạn vào trong và hướng lên trên. Điều này sẽ đẩy vật thể mắc kẹt lên trên. Một cách nữa để tự cứu mình là tư thế dốc ngược đầu. Đây là kế sách cuối cùng. Hãy gập người cho đến khi cơ thể của bạn gần như thẳng đứng trên sàn nhà. Sau đó nghiêng người xuống trong khi cố gắng chống khuỷu tay xuống sàn. Nếu bạn bị trói và nằm úp mặt trong vũng bùn hoặc nước bùn, hãy cong lưng. Điều này sẽ giúp không khí đến phổi nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng phương pháp này sẽ không hiệu quả ở các vùng nước động. Thay vào đó, hãy bắt đầu xoay cơ thể. Đến khi đầu bạn ở trên mặt nước, hãy hít thở sâu và không ngừng đẩy người về phía đất khô ráo. Nếu bạn gặp tuyết lở và bị kéo theo một khối tuyết lớn, hãy cố gắng ở trên đỉnh của đống tuyết. Hãy thực hiện chuyển động bơi bằng toàn bộ cơ thể, như thể bạn đang di chuyển ngược dòng chảy của sông. Một khi bạn cảm thấy tuyết lở chậm lại, hãy cố hết sức giơ thứ gì đó lên trên bề mặt của tuyết. Đó có thể là cánh tay, chân của bạn hoặc gậy trượt tuyết. Điều này sẽ giúp nhóm cứu hộ tìm thấy bạn nhanh hơn. Với tay còn lại, hãy tạo một túi khí nhỏ trước mặt. Cố gắng thở chậm nhất có thể để tiết kiệm không khí. Để giảm nguy cơ bị thương khi tai nạn xảy ra, hãy giữ tay ở tư thế 10 và 2 giờ khi lái xe. Khi xe của bạn va phải một vật gì đó, hệ thống an toàn túi khí sẽ được kích hoạt. Và nếu tại thời điểm này, bàn tay và cánh tay của bạn đang chặn vô lăng thì hậu quả sẽ tệ lắm đấy. Trong khi lái xe, hãy cố gắng không khom người. Hệ thống an toàn trên ô tô của bạn được thiết kế để bảo vệ bạn, nhưng chỉ khi bạn đang ở tư thế lái xe bình thường. Nếu tai nạn đã xảy ra và bạn cảm thấy ổn, hãy kiểm tra xem bộ phận nào của xe bị hư hỏng. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem việc ở trong xe có an toàn hay không, trong khi đợi cứu hộ. Nếu bạn nghi ngờ dù chỉ một chút thôi, thì cũng hãy ra khỏi xe ngay lập tức. Còn nếu bạn quyết định ở trong xe, hãy tắt động cơ. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ xe bốc cháy. Đừng bao giờ đi bộ đường dài mà không mang theo đồ nhóm lửa. Bật lửa thật thuận tiện, nhưng nếu bạn làm mất hoặc làm rơi nó xuống nước thì sao? Để cho chắc ăn, hãy bỏ vài que diêm vào túi ni lông có khóa. Điều này sẽ giữ cho chúng luôn khô ráo, hoặc bạn có thể phủ sáp lên đầu que diêm. Bạn có thể dễ dàng nhúng các que diêm vào sáp nóng và để khô. Cách này giúp diêm không thấm nước, và khi cần sử dụng đến chúng, bạn chỉ cần cạo sáp ra khỏi đầu que diêm. Nếu bạn đang bơi ở biển và nhìn thấy một xoáy nước gần mình, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu bạn xác định được hướng quay của nó, thì hãy bơi theo hướng đó. Sau đó, lợi dụng dòng chảy của xoáy nước để bắn mình ra khỏi vòng nguy hiểm. Nếu giãy giụa phản kháng, khả năng cao bạn sẽ bị kéo vào trong. Cũng có thể xoáy nước sẽ trở nên yếu đi hoặc tan hoàn toàn ở gần đáy. Nếu bạn bị cuốn vào xoáy nước, hãy hít thật sâu và chờ cơ hội để bơi đi và lên bờ. Hãy tưởng tượng bạn đang ở dưới nước, tay và chân của bạn bị dây thừng buộc chặt. Trước tiên, hãy cố gắng hết sức để kìm hãm sự thôi thúc giãy giụa theo bản năng. Nín thở và đợi cho đến khi bạn xuống đến đáy. Một khi bạn cảm thấy có thứ gì đó rắn chắc bên dưới chân mình, hãy lấy đà đẩy vào nó và ngoi lên mặt nước. Gập đầu gối và co mình lại. Sau đó cong lưng, nâng đầu lên trên mặt nước và hít thật sâu. Lặp lại toàn bộ quá trình trong khi di chuyển về phía bờ. Khói là yếu tố khủng khiếp nhất khi có cháy nhà. Nếu bạn bị mắc kẹt trong một tòa nhà đang cháy, hãy cố cúi thấp và bò về phía lối ra gần nhất. Khói thường bốc lên trần nhà. Và cúi người sẽ giúp bạn không hít phải khói. Nếu bạn có một mảnh vải, hãy che vào miệng, nó sẽ giúp bạn lọc khói. Nếu thang máy bạn đang đi đột nhiên rơi xuống, hãy nằm xuống sàn. Hãy cố gắng hết sức để bao phủ càng nhiều không gian càng tốt. Các mô mỡ và mô cơ của bạn sẽ hấp thụ phần lớn lực va chạm. Nếu bạn không thể nằm xuống, ngồi vẫn tốt hơn đứng. Nhưng dù bạn đang ở tư thế nào, hãy nhớ che đầu lại. Bạn có thể che đầu bằng cách đặt một tay trước mặt và cánh tay kia ở sau gáy. Nếu bạn rơi qua lớp băng, hãy quay trở lại rìa băng nhanh nhất có thể. Nhưng đừng cố gắng kéo mình ra bằng cách nắm lấy băng. Rìa sẽ tiếp tục vỡ ra và điều này sẽ khiến bạn sớm kiệt sức. Hãy đá chân sao cho cơ thể nằm ngang trên mặt nước. Sau đó, cẩn trọng bò lên băng. Khi bạn đã ở trên băng, hãy tiếp tục nằm. Như vậy, trọng lượng cơ thể sẽ được phân bổ trên một vùng lớn hơn và khả năng băng bị vỡ cũng giảm đi. Cháy do dầu mỡ khác với cháy rừng. Đó là lý do tại sao việc dùng nước để dập đám cháy kiểu này không những không hiệu quả mà còn khiến vấn đề trở nên tồi tệ. Nếu đó là cháy trong nhà bếp, đừng chạm vào chảo đang cháy và đừng cố di chuyển nó.
hãy tắt bếp và đeo găng tay chống nóng. Điều này sẽ bảo vệ da tay của bạn. Sau đó, dùng nắp đậy ngọn lửa lại. Không được dùng nắp gốm mà hãy chọn nắp kim loại. Dùng muối hoặc thuốc muối để dập đám cháy nhỏ. Nhưng đừng bao giờ chọn bột mì, đường hoặc bột nở. Các chất này đều dễ cháy. Ngoài ra, đừng dùng khăn ướt táp vào ngọn lửa vì như vậy ngọn lửa rất dễ bùng lên. Hoặc khăn sẽ làm đổ chảo và khiến lửa lan ra khắp nhà bếp của bạn. Những sa mạc nóng bỏng vô tận thoạt nhìn có vẻ vô hồn. Nhưng ở nơi toàn cát này, bạn có thể gặp những sinh vật nguy hiểm và đôi khi là đáng sợ đấy. Một số trong số chúng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, nhưng một số khác có thể khiến bạn khắc ghi mãi mãi. Cùng làm quen với chúng, bắt đầu với những điều nguy hiểm và kết thúc bằng những cơn ác mộng có thật nhé. Thì bạn đã đi qua sa mạc và nhìn thấy một con gấu bông lớn với bàn tay rộng mở. Bạn hiểu rằng đó có thể là một ảo ảnh, nhưng bạn vẫn đến gần hơn. Chuẩn rồi, nó không phải là đồ chơi ấm áp mà là một cây xương rồng khổng lồ. Có điều gì đó rất kỳ quặc. Nhờ một số lông tơ kỳ lạ, cành cây trông giống như tay của một con gấu bông ấy. Tuy nhiên, đây không phải là lông tơ mà là hàng nghìn mũi kim mỏng. Và chúng là lý do bạn không nên đến gần hơn. Cây này được gọi là lũa xương rồng. Xương rồng Chola Jumping hoặc Teddy Bear Chola. Nó mọc ở vùng sa mạc Arizona và phía bắc Mexico. Đừng lo lắng, loài xương rồng này sẽ không tấn công bạn, nhưng nó sẽ bám vào da hoặc quần áo nếu bạn chạm vào đấy. Một chiếc áo khoác lông như vậy sẽ bảo vệ cây xương rồng khỏi động vật, tạo bóng mát và bảo vệ nó khỏi sức nóng. Các nhánh bên là bộ phận quan trọng nhất của cây vì chúng thực hiện quá trình quang hợp và tích tụ một lượng lớn độ ẩm bên trong. Vì vậy, bất chấp mọi nguy hiểm, cây xương rồng có thể hữu ích cho những người lang thang trên sa mạc đấy. Và mối nguy hiểm ở đây là phần gai nhọn. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy chúng có hình móc câu. Một cú chạm thôi là hàng trăm chiếc gai cắm vào ngón tay bạn. Việc loại bỏ chúng khá khó khăn và gai này gây ra cảm giác đau đớn khó chịu. Nhưng điều thú vị nhất ở loài xương rồng này là cách nó sinh sản, cây tự nhiên bản ở một nơi mới. Khi động vật và con người vượt qua lũa xương rồng, va chạm vào nó, cây sẽ tách ra một mảnh nhỏ cùng với chiếc gai. Ngay khi bạn ném mảnh này xuống đất, nó sẽ bén rễ và bắt đầu phát triển. Mức độ nguy hiểm đang tăng lên. Con quái vật tiếp theo từ sa mạc đang chạy về phía ta, và đó là một con đà điểu. Nhiều người cho rằng loài vật này là lũ hèn nhát, chỉ biết giấu đầu trong cát. Rất có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ nếu không may mắn gặp được một con đấy. Thông thường đà điểu không hung dữ, nhưng bạn nên bỏ chạy nếu đến gần tổ của chúng. Mặt khác, bạn sẽ không thể làm được điều đó vì đà điểu di chuyển với tốc độ 70 km/h. Bạn cần có xe hơi để thoát khỏi chúng đấy. Chúng chạy và dùng ngực tấn công kẻ thù. Đã có trường hợp đà điểu tấn công xe tải và gây thiệt hại đáng kể nha. Nhưng mối nguy hiểm chính mà loài chim này sở hữu là đôi chân khỏe với móng vuốt sắc nhọn. Chúng có thể tung ra những cú đánh mạnh mẽ và thậm chí đánh bại một đối thủ đang tiềm năng nữa. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy đà điểu ở đằng xa, liều liệu mà đi hướng khác nhé. Chú thần lằn đốm nhỏ này hầu như luôn sống dưới lòng đất ở các sa mạc khô cằn phía tây Nam Hoa Kỳ và tây bắc Mexico. Thỉnh thoảng nó ra ngoài tìm bữa trưa. Trông thì có vẻ dễ thương nhưng thực chất nó là quái vật Gila nguy hiểm đấy nhé. Lớp da này của nó bảo vệ loài khổ chủ khỏi diều hâu, chó sói và những kẻ săn mồi khác. Nhưng phương thức bảo vệ chính của nó là nọc độc cơ. Rắn và nhện tiêm chất độc bằng những chiếc răng nanh dài như kim. Còn quái vật Gila kẹp chặt và nhai con mồi để phát tán nọc độc. Và khi nó cắn người, nó có thể ngậm vết cắn rất lâu. Loại bỏ con vật là một việc khó khăn. Những người đã trải qua tác động của nọc độc cho biết cảm giác như thể magma nóng chảy qua tĩnh mạch vậy. Mặc dù vậy, loài thằn lằn này hóa ra lại có ích cho khoa học. Các bác sĩ sử dụng nọc độc của nó để tạo ra thuốc điều trị bệnh tiểu đường và béo phì đấy. Thời cơ đã đến, bây giờ bạn sắp gặp một trong những sinh vật đáng sợ nhất sống trên sa mạc. Hãy im lặng và lắng nghe sự lặng im nhé. Đứng yên, không có ai xung quanh. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng rít phát ra từ bên dưới.
bạn cúi đầu xuống và nhìn thấy nó. Một con nhện lớn màu vàng có kích thước bằng lòng bàn tay con người, với bộ hàm khỏe mạnh và đôi chân dài ẩn mình trong chiếc bóng của bạn. Bạn chạy té khói khỏi con quái vật này trong nỗi kinh hoàng, nhưng nó lại đuổi theo bạn. Không dễ để làm điều đó trong tình huống này, nhưng hãy cố bình tĩnh. Sinh vật này không quan tâm đến bạn. Nó chỉ muốn nhờ cái bóng của bạn để trốn khỏi ánh nắng thiêu đốt thôi. Dù sao thì tốt nhất là đừng chạm vào nó. Nhẹ nhàng mà nói, bộ hàm mạnh mẽ của nhện lạc đà có thể gây ra cảm giác khó chịu. Và nhân tiện, sinh vật này thực ra không phải là nhện. Vâng, nó thuộc lớp nhện, nhưng nó là một loài riêng biệt, tên là Solpugit. Nó thích cắn, nó không sợ gì và khá hung dữ. Nhện săn côn trùng, thằn lằn, loại gặm nhấm và chim nhỏ. Nó cũng có thể di chuyển với tốc độ 16 km/h. Đối với kích thước nhỏ như vậy, thế là rất nhanh. Bạn cần phải là một vận động viên chuyên nghiệp để chạy khỏi nó. Thông thường bạn có thể tìm thấy nhện lạc đà ở các sa mạc ở Trung Đông, nhưng chúng cũng sống ở Mexico và Tây Nam Hoa Kỳ. Những kẻ chạy bộ này sống về đêm và cố gắng tránh ánh nắng mặt trời vào ban ngày. Vì vậy chúng luôn săn lùng bóng mát của bạn. Nhân tiện, chúng có tên như vậy vì loài này thường trốn trong bóng của lạc đà. Bạn sẽ không phải trốn chúng vào ban ngày, nhưng chúng sẽ muốn truy đuổi bạn vào ban đêm, đặc biệt nếu bạn đốt lửa. Solpugit luôn chạy ra phía ánh sáng với hy vọng ăn được thứ gì đó. Một số con còn tạo ra tiếng rít lên để xua đuổi kẻ thù. Bây giờ hãy bình tĩnh lại một chút và rời khỏi sa mạc nóng bức. Chúng ta đang đi vào vùng nhiệt đới ẩm ướt của Tanzania. Dưới vỏ cây, lá rụng và trong hang động tối tăm, bạn có thể gặp một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên trái đất, loài bọ cạp có roi không đuôi. Hãy tưởng tượng một con bọ cạp to lớn không có đuôi với thân hình phẳng lì trông như bị vật gì đó đè lên. Trông thì tương tự như nhện nhưng không có tuyến nòng độc và không thể răng mạng. Con quái vật này im lặng và nhanh như chớp. Nhưng điều đáng sợ nhất là hai móng vuốt phía trước của nó, thứ dài gấp đôi chính sinh vật này. Bất kỳ con mồi nào nó bắt được cũng sẽ không bao giờ thoát nổi. Cuộc sống trong hang động tối tăm đã làm hỏng thị lực của nó, nên con bọ cạp roi cố gắng tránh ánh nắng mặt trời. Trong quá trình lột xác, nó trèo lên trần hang và từ từ thoát ra khỏi lớp da cũ. Hãy tưởng tượng khi hướng đèn pin của bạn đến đó và nhìn thấy mấy cái kén nhỏ trong đó có những con nhện nhợt nhạt với đôi chân dài quá mức đang bò ra mà xem. Nếu thực sự gặp tình huống thế thật thì hãy bình tĩnh và từ từ đi xa nhất có thể. Cẩn thận đấy, con bọ cạp dài có thể bò vào dưới quần áo của bạn trong giây lát và ngoạm vào bụng bạn. Và đó chưa phải là phần tồi tệ nhất đâu. Đùa tí thôi. Tạo vật xinh đẹp này là một trong những sinh vật nhút nhát và vô hại nhất trong số các loài nhện và bọ cạp. Nó sợ bạn và sẽ không bao giờ tấn công. Nhiều người coi sinh vật này đẹp và nuôi chúng trong bể thủy tinh. Nếu bạn muốn có thú cưng như vậy, hãy quan sát cẩn thận để nó không bỏ chạy khỏi nhà nhé. Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất khó để bắt lại được. Trong chốc lát, nó có thể chui xuống gầm giường của bạn hoặc chui qua những khoảng trống trên sàn nhà. Sau đó, nó sẽ đi đến căn hộ hàng xóm của bạn thông qua hệ thống thông gió và khiến mọi người ở đó sợ chết khiếp. Được rồi, thêm một con bọ cạp nữa thì sao? Nó không đáng sợ như những sinh vật khác trong video này, nhưng lại là loài bọ cạp có nọc độc mạnh nhất nước Mỹ. Đây là bọ cạp vỏ cây Arizona. Vấn đề là bạn có thể thấy nó ở sa mạc, trong nhà hoặc ngoài sân. Loài thú có nọc độc nguy hiểm này bò vào phòng và thường chích con người. Một lần cũng đủ để đau đớn như bị ong đốt. Nhưng ai mà bị dị ứng có thể bị liệt, khó thở và các vấn đề sức khỏe khác đấy nhé. Nếu bạn gặp khó khăn với việc mở nắp hộp hoặc lọ, đừng cố gắng quá sức, chỉ cần rót nước nóng lên nắp trong vòng nửa phút, sau đó lau khô để không bị trơn, và xem chiếc nắp có thể mở ra dễ dàng một cách thần kỳ như thế nào nhé. Nếu bạn đang làm theo công thức cân cà tỏi và hành tây, hãy thêm hành tây vào trước. Khi bạn thấy chúng gần như trong mờ, đó là thời điểm hoàn hảo để thêm tỏi. Tỏi chín nhanh hơn hành tây. Vì vậy, nếu bạn cho cả hai nguyên liệu này vào chảo cùng lúc, tỏi sẽ bị cháy và món ăn của bạn sẽ không ngon. Bạn là tín đồ của những trái bơ? Bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem bơ đã chín hay chưa bằng cách đơn giản sau. Chỉ cần nhìn vào cuống của nó, nếu bạn có thể bứt
cuốn ra mà không gặp bất kỳ khó khăn nào thì quả bơ đó đã chín và có thể ăn được. Nếu không thì tốt hơn là hãy để nó lại thêm vài ngày nữa vì nó chưa chín. Còn là cách bạn có thể biết trứng còn tươi hay không? Đập vỡ trứng và kiểm tra lòng đỏ. Nếu bạn thấy nó có một vòng tròn màu trắng trong bao quanh và nằm ở giữa thì đó là trứng tươi. Lòng đỏ cần phải cong lên, nếu nó phẳng, tốt hơn là không nên ăn quả trứng đó. Nếu bạn thấy phần lòng trắng không có viền rõ ràng và lan ra xung quanh thì rất có thể trứng đã hỏng. Để biết chất lượng trứng của bạn, hãy đặt một quả trứng sống khi còn nguyên vỏ vào một bát nước. Nếu trứng chìm dưới đáy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu một trong các mặt của trứng gần với mặt nước hơn, trứng của bạn không còn tươi nhưng vẫn ăn được. Nhưng nếu quả trứng nổi trên mặt nước thì tốt hơn là không nên ăn. Đánh răng vào buổi sáng và trước khi đi ngủ không nhất thiết phải giống hệt nhau. Đánh răng vào buổi sáng cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bạn phải có hơi thở thơm tho. Nhưng vào buổi tối, bạn nên đánh răng kỹ hơn thì mới có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi, đồng thời bảo vệ núm và răng của bạn. Nhắc đến hơi thở có mùi, bạn có muốn biết một mẹo hay để đánh bay tình trạng đó ngay lập tức không? Hãy dùng dưa chuột cắt lát. Nếu bạn không có sẵn kẹo bạc hà, chỉ cần ăn một lát dưa chuột để khắc phục vấn đề này. Khi bạn mua bơ đậu phộng tự nhiên, hãy nhớ úp ngược lọ khi bảo quản. Bằng cách này, bơ sẽ không bị phân tách thành phần chất trắng và dầu nhiều như cách thông thường. Phần dầu sẽ ở trên cùng, đó là lý do tại sao bơ đậu phộng sẽ dễ trộn hơn. Khi bạn đặt thứ gì đó ở đâu trong chốc lát, hãy nói to thành tiếng. Ví dụ, tôi đặt điện thoại trên sàn ngay cạnh giường của mình. Khi làm vậy, bạn huy động nhiều khu vực trong não hơn, bao gồm cả các trung khu ngôn ngữ, và điều này tạo ra ký ức sinh động hơn. Vì thế, bạn sẽ ít có khả năng quên nó hơn. Ví dụ, bạn có thể làm điều tương tự khi thổi tắt một ngọn nến, rút phít cắm của máy ép tóc, tắt lò sưởi hoặc lấy chìa khóa, ví và những thứ khác khi ra khỏi nhà. Bạn tránh được việc bán tin bán nghi tự hỏi liệu mình có thực sự đã làm những điều đó hay không. Nếu bạn đến thăm bạn bè và mang theo thứ gì đó mà bạn không muốn quên khi rời đi, chỉ cần đặt nó bên cạnh chìa khóa xe của bạn, đó là thứ bạn chắc chắn không thể quên. Nếu bạn khó đưa ra quyết định, hãy tung đồng xu. Làm thế này không phải là để đồng xu quyết định thay bạn, nhưng trong khi bạn đang chờ xem kết quả, tâm trí bạn sẽ tự động bắt đầu nghĩ về kết quả mà bạn thực sự muốn nhưng có lẽ không thể thừa nhận thành lời. Bạn đang ở trong siêu thị và muốn biết quả bí ngô bạn đang cầm có ngon hay không, chỉ cần gõ vào nó, có vẻ như nó trống rỗng bên trong. Đó là một dấu hiệu tốt, đồng thời lớp vỏ bên ngoài phải cứng. Đôi khi, chúng ta vứt bỏ những thực phẩm vẫn còn ăn được, chẳng hạn như sữa chua đã bị tách nước. Bạn biết đấy, lớp chất lỏng phía trên sữa chua, đó chỉ là whey có chứa chất dinh dưỡng. Khuấy đều sữa chua lên để nó mịn hơn, vì thực ra hũ sữa chua đó vẫn hoàn toàn ăn được. Khi bạn mua thịt gà, hãy kiểm tra xem có chất lỏng xung quanh miếng thịt không. Sẽ tốt hơn nếu không có. Ví dụ, nếu bạn lấy một ít thịt gà đông lạnh ra khỏi tủ đông và thấy có nhiều đá xung quanh miếng thịt, tốt hơn hết là bạn không nên ăn. Bạn vừa chuyển đến một căn hộ hoặc nhà mới, hãy sắp xếp phòng ngủ trước tiên. Giường là thứ cần có đầu tiên trong danh sách mua sắm. Khi bạn đã kiệt sức sau cả ngày khuân vác đồ đạc và dọn dẹp, bạn sẽ chỉ muốn có một nơi thật thoải mái để nghỉ ngơi. Còn sau đây là một mẹo giúp bạn biết được dầu dưa của bạn có bị pha thêm dầu khác hay không. Hãy để nó trong tủ lạnh trong nửa giờ. Dầu dưa trở nên đông đặc ở nhiệt độ thấp, dầu khác tách ra và bạn có thể thấy chúng như một lớp riêng biệt. Khi bạn muốn kiểm tra xem củ hành tây của mình có bị mốc hay không, chỉ cần nhìn vào những gì bên dưới lớp vỏ đầu tiên. Bạn có thấy những vết bẩn trông như thể vỏ đã phai màu không? Đó chính là mốc. Tốt hơn hết là tránh mua loại rau này hoặc đảm bảo loại bỏ hết nấm mốc nếu bạn đã trót mua phải. Bạn có thể xác định một trái chanh đã chín hay chưa chỉ bằng mắt thường. Nếu lớp vỏ mịn màng và có màu vàng đậm thì là chanh đã chín. Màu xanh lục cũng như màu vàng nhạt thể hiện bạn có thể dùng được trái chanh này rồi. Mẹo này dành cho những người yêu thích cà phê. Nếu bạn thực sự muốn tận hưởng trải nghiệm uống cà phê một cách hoàn chỉnh, tốt hơn hết là bạn nên mua cà phê hạt và tự xay.
hoặc hỏi xem nhân viên bán hàng nơi bạn hay mua có thể làm điều đó tại cửa hàng không. Đó là cách tốt nhất để đảm bảo rằng cà phê bạn uống là hoàn toàn nguyên chất chứ không bị pha thêm các chất phụ gia thường thấy. Nếu bạn đang muốn tách lòng đỏ khỏi lòng trắng trứng một cách dễ dàng, hãy thử cách này. Lấy một chai nước sạch và rỗng bằng nhựa, đập một quả trứng vào bát, bóp chai lên phía trên lòng đỏ rồi từ từ thả ra. Bằng cách này bạn sẽ tạo ra một khoảng chân không giúp lòng đỏ trượt vào trong chai. Ta-da! Lòng đỏ được tách ra khỏi lòng trắng. Đơn giản vậy thôi. Giả sử bạn bị mất một chiếc khuyên tai hoặc một số vật dụng nhỏ khác trong nhà, máy hút bụi sẽ giúp ích. Đừng quên trùm một chiếc tất lên đầu hút. Bằng cách này, món đồ sẽ không bị lẫn với bụi bẩn bên trong túi chứa. Bạn muốn mang theo lọ kem dưỡng yêu thích trong một chuyến đi, nhưng nó chiếm quá nhiều không gian. Hãy thử sử dụng hộp đựng kính áp tròng. Nó không cần nhiều không gian và là giải pháp hoàn hảo cho những chuyến đi ngắn ngày. Máy duỗi tóc đặc biệt hữu ích khi là cổ áo, đặc biệt nếu bạn không phải là người thích thường xuyên là quần áo. Khi bạn muốn kiểm tra xem pin của mình có tốt hay không, chỉ cần thả chúng xuống bàn từ độ cao cách mặt bàn khoảng 15 cm. Nếu chúng nảy lên một lần và rơi xuống ngay, cục pin vẫn còn dùng được tiếp. Còn nếu nó nảy lên nhiều lần thì có nghĩa là cục pin đã hết hoặc phải thải bỏ rồi. Nếu dao cạo của bạn không có nắp nhựa, chỉ cần sử dụng một chiếc kẹp hồ sơ để kẹp lên lưỡi dao để bảo vệ những vật dụng khác nếu bạn để dao cạo cùng với các món đồ hoặc vật liệu nhạy cảm. Sờn móng tay là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phân biệt các chìa khóa. Đặc biệt nếu bạn có nhiều chìa giống nhau, bằng cách này bạn không cần phải thử từng chìa trước khi tìm ra chìa đúng. Khi hâm nóng thức ăn thừa trong lò vi sóng, hãy tạo khoảng trống ở giữa món ăn. Bằng cách này, thức ăn của bạn sẽ nóng đều hơn. Ống hút là dụng cụ tuyệt vời để loại bỏ cuống dâu tây. Bạn có nghĩ vậy không? Khuôn bánh nướng chắc chắn rất hữu ích khi bạn muốn phục vụ các loại gia vị khác nhau cho tiệc nướng của mình. Ngoài ra, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi không phải rửa quá nhiều chén đĩa sau này. Đó là một buổi chiều chủ nhật trong lành. Bạn đang mua thực phẩm theo lịch đều đặn như mọi khi, thì vô tình thấy một bao bì phồng căng lên trong một dãy nông sản tươi. Bạn xem thông tin của sản phẩm, vẫn chưa hết hạn mà. Vậy thì tại sao nó lại có hình dạng bất thường vậy chứ? Câu trả lời không phải lúc nào cũng đơn giản. Đối với một số loại sản phẩm tươi sống như thịt, cá hay hải sản, đôi khi cả salad và phô mai, các nhà khoa học đã phát minh ra MAP, Modified Atmospheric Packaging, đóng gói điều chỉnh không khí, để đảm bảo rằng những loại sản phẩm có hạn sử dụng tương đối ngắn này được tươi lâu nhất có thể. Một hỗn hợp khí được đưa vào trong bao bì. Công đoạn này diễn ra trước khi sản phẩm đến được cửa hàng tạp hóa địa phương. Một giáo sư người Pháp tại trường dược Montpellier đã tình cơ tìm ra phương pháp này sau khi ông nhận thấy rằng trái cây tươi lâu hơn trong điều kiện bảo quản ít oxy. Các loại khí trong MAP có thể khác nhau tùy vào từng sản phẩm, nhưng ý tưởng chính là thay thế hoặc giảm hàm lượng oxy. Oxy thường được thay thế bằng nitơ hoặc carbon dioxide. Nhưng hãy lưu ý rằng hộp salad phồng còn hạn sử dụng chưa chắc đã an toàn để bạn ăn đâu nhé. Rất có thể các khí cố tình được đưa vào trong vì mục đích riêng, nhưng đó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã bị hư. Chính vì vậy, việc bạn nên làm khi đi mua sắm là kiểm tra xem sản phẩm đã hết hạn sử dụng hay chưa. Nếu hạn vẫn còn, thì hãy kiểm tra xem có mùi lạ hay bao bì có bị hư hỏng ở đâu không. Nếu có gì đó không ổn, thì tốt nhất đừng mạo hiểm. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy tìm nhân viên cửa hàng để được giải đáp. Ngày nay, đa số các siêu thị đều có kiểu bố cục tạo điều kiện cho thứ tự mua sắm hợp lý. Ví dụ như mua các mặt hàng không dễ hư hỏng trước, rồi thêm đồ làm lạnh hoặc đông lạnh. Bạn nên chọn trái cây và rau củ cuối cùng, vì bạn sẽ không muốn đặt chúng ở đáy xe đẩy hàng đâu. Chẳng ai thích cà chua nát bét cả. Nhưng thể đang nói về trái cây và rau củ, hãy cố gắng đi mua chúng vào buổi sáng sớm nếu có thể nhé. Rau củ sau một ngày sẽ héo úa và không còn tươi ngon nữa. Mẹo giúp bạn tránh lãng phí nè. Đừng bao giờ mua quá số đồ ăn mà bạn định dùng trong một tuần. Phần lớn trái cây và rau củ không tươi lâu được đến như vậy, do đó đừng chiêu chuộng cơn thèm của bạn nhé. Việc đi mua sắm khi đã ăn no cũng hiệu quả như mẹo chuẩn bị sẵn một danh sách những thứ cần mua.
Việc kiểm tra kỹ bao bì của mọi sản phẩm cũng sẽ khiến bạn không phải vội vàng về sau. Các sản phẩm được bảo quản trong tủ lạnh cần cho cảm giác lạnh khi bạn chạm vào, còn sản phẩm đông lạnh thì phải rắn và không có dấu hiệu rò rỉ. Khi về đến nhà, hãy đảm bảo rằng bạn bỏ các món đồ cần thiết vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Nói chung, chúng không nên ở bên ngoài tủ lạnh quá 2 giờ, nếu không, chất lượng của chúng sẽ không được như ban đầu. Mua các loại rau thơm trong chậu ở cửa hàng tạp hóa có lẽ không phải là việc đầu tiên trong danh sách, nhưng hẳn đó là điều bạn cần cân nhắc. Không những chúng rẻ hơn mà còn dễ trồng và dễ chăm sóc. Hãy hình dung một khu vườn rau thơm tươi tốt ngay tại ban công hoặc trong nhà bếp. Tuyệt phải không nào? Bạn sẽ luôn có húng quế tươi để trang trí cho món mì ống hấp dẫn. Vì bạn vẫn đang trong cửa hàng tạp hóa, hãy chọn giấy lọc cà phê. Dù bạn không có một chiếc máy pha cà phê ở nhà để thực sự dùng giấy lọc, nhưng bạn cũng có thể sử dụng chúng cho nhiều mục đích trong nhà. Bạn có thể dùng giấy lọc để lọc chất lỏng, xếp đồ sứ mỏng manh một cách an toàn trong tủ chạn, thậm chí đánh bóng cửa kính cũng như giày dép. Nếu trái cây và rau củ yêu thích của bạn đang được giảm giá, nhưng việc mua quá nhiều sẽ gây lãng phí, hãy cân nhắc việc làm đông chúng. Bạn có thể tích trữ trái cây làm sinh tố, nhất là vào mùa lạnh, vì các loại trái cây tươi vào mùa này không phong phú lắm. Và đừng nhặt thứ đầu tiên trên kệ, nhất là nếu loại rau củ đó dễ hư hỏng. Các cửa hàng sắp xếp lại sản phẩm của họ theo bố cục vào trước, bán trước. Vì vậy, những món ở phía sau kệ sẽ tươi hơn một chút. Tương tự với trà, nếu bạn thích uống trà hơn cà phê, hãy mua trà lá rời. Bạn không những giảm được chi phí mà còn có thể tự hãm trà. Trà lá rời cũng có hương vị đậm đà hơn trà trong túi lọc. Còn với những món đồ gia dụng khác, hãy tích trữ bóng đèn, khăn giấy hoặc pin. Bạn có thể cần đến những món đồ này bất cứ lúc nào, nên hãy mua với số lượng lớn một chút trong kỳ giảm giá nhé. Chúng không bị hỏng nên sẽ không lãng phí. Và thừa nhận đi, thật khó chịu khi ở nhà không còn cục pin nào và điều khiển TV ngừng hoạt động. Hãy cố gắng giảm số lần bạn đến cửa hàng tạp hóa chỉ để mua một món hàng. Việc này không hiệu quả và khả năng cao là bạn sẽ mua những món đồ mà bạn không thực sự cần. Bạn bắt đầu thấy việc lập danh sách mua sắm hợp lý rồi phải không? Một danh sách khác đáng để lập ư? Danh sách liệt kê mọi thứ có sẵn trong tủ lạnh. Hãy cố gắng làm danh sách này ít nhất 2 lần một tuần. Việc lên kế hoạch bữa ăn trước ít nhất một tuần cũng sẽ giúp bạn giảm bớt tình trạng mua sắm ngẫu hứng. Nếu bạn đã biết mình sẽ muốn gì cho bữa tối vào thứ tư, thì có lý gì khi cho một món đồ vào giỏ hàng nếu nó không cần thiết. Đồng thời, hãy trở nên sáng tạo với thức ăn thừa. Đừng vội vứt thức ăn thừa đi, vì bạn có thể kết hợp hoặc thêm rau thơm hay nêm nếm để tạo món ngon. Hãy cất thức ăn thừa trong các hộp đựng trong suốt để dễ nhìn thấy chúng hơn, và đừng ngần ngại đặt ra một ngày thức ăn thừa trong tuần. Việc nhìn nhận chúng là một nguyên liệu chứ không phải thức ăn thừa cũng may đó chứ. Hãy dùng mì ống hoặc rau củ hấp thừa cho món frittata hoặc trứng rán. Trộn các loại rau đã nấu cùng với vài quả cà chua để tạo thành nước sốt mì ống. Gói bánh cuộn cho bữa trưa ngày hôm sau với cơm, thịt hoặc rau củ thừa. Hoặc nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp đơn giản nhất để không lãng phí thức ăn thừa, thì hãy biến chúng thành súp thơm ngon. Món rau ăn kèm tối qua sẽ thành một bữa trưa bổ dưỡng nếu bạn cho thêm một lon nước dùng vào và trộn tất cả lại với nhau. Một ổ bánh mì 2 ngày tuổi cũng có thể được tận dụng nếu bạn cắt nó theo đường chéo, rắc rau thơm và dầu ô liu lên từng lát, rồi cho vào lò nướng trong vài phút. Vậy là bạn đã có bánh mì nướng thơm ngon, ăn kèm món súp rau củ thừa. Thêm một bí quyết nhỏ cũng chẳng hại đến ai nhỉ? Hãy để mắt tới những thành phần bạn chưa từng nghe nói đến hoặc không thể phát âm. Bạn cũng nên tránh mua mặt hàng có quá 5 thành phần được liệt kê trên bao bì. Ngay cả cách bạn mang các món hàng trong siêu thị cũng có thể ảnh hưởng đến cách thức và những thứ mà bạn mua. Theo tạp chí nghiên cứu tiếp thị, nếu bạn thích giỏ hơn xe đẩy thì bạn dễ mua hàng ngẫu hứng. Điều này xảy ra do bạn mất công xách đồ đi trong cửa hàng. Việc chọn xe đẩy sẽ cho bạn cảm giác thoải mái để thông thả xem các sản phẩm và đọc kỹ nhãn mác. Khi danh sách các món hàng của bạn không quá lớn thì hãy đến lối đi tự thanh toán nếu có. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc mua hàng ngẫu hứng sẽ giảm tới 32% nếu bạn tự quét các mặt hàng của mình trên đường ra.
Đó là vì đường thanh toán thông thường được thiết kế đặc biệt để khiến bạn không bỏ bất kỳ mặt hàng nào mà bạn có thể đã cân nhắc mua lại. Vì chẳng có chỗ nào cho bạn đặt các món đồ mà mình đã đổi ý, ngoài xe đẩy hàng của bạn, và nếu có người khác đang chờ thanh toán sau bạn, thì bạn sẽ chỉ muốn mau chóng thanh toán xong thôi. Việc sắp xếp thực phẩm trên kệ cũng có thể gây ra mối đe dọa cho cả ngân sách và thói quen của bạn. Vì mọi người có xu hướng mua những mặt hàng mà họ nhìn thấy đầu tiên, nên những sản phẩm đắt tiền nhất sẽ được đặt ngang tầm mắt. Còn các lựa chọn ít tiền hơn thường được đặt ở kệ trên cùng và dưới cùng. Hãy cứ thong thả nhìn một lượt các lối đi mà bạn quan tâm. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng đa số các mặt hàng được đặt trên kệ cao hơn hoặc thấp hơn thường không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn chứa ít chất phụ gia hoặc hương liệu nhân tạo hơn. Này, hãy cẩn thận, trong đó là một khu rừng đấy. Chà chà, hôm nay bạn thật bận rộn đi ngắm cảnh ở một thành phố mới. Bạn liên tục dùng định vị, chụp 5.000 tấm ảnh và cứ mỗi 10 phút lại gọi video cho bạn thân. Điều này rút cạn pin của điện thoại xuống còn 12%. Và bạn vẫn phải quay trực tiếp màn bắn pháo hoa, đặt phòng cho đêm nay và tìm đường đến được nơi đó. Bạn quyết định thử tất cả mọi cách có thể để tiết kiệm pin. Bạn lần lượt tắt hết ứng dụng, tạm biệt Messenger, ứng dụng chỉnh sửa ảnh, không còn mua sắm online, thoát ứng dụng này và cả ứng dụng kia. Và pin điện thoại giảm xuống còn 7%. Bạn muốn dùng pin thật khôn ngoan và Google vấn đề này. Hóa ra việc đóng ứng dụng nền tiêu thụ nhiều pin hơn khi để chúng chạy nền như vậy. Khi bạn thoát khỏi một ứng dụng, điện thoại của bạn dùng pin quý giá của nó để đóng ứng dụng và xóa nó khỏi RAM. Và khi bạn muốn mở lại ứng dụng, nó sẽ dùng nhiều tài nguyên hơn để cho ứng dụng hoạt động lại. Khi bạn bỏ một ứng dụng và bắt đầu dùng ứng dụng khác, ứng dụng đầu tiên được lưu trữ trong RAM. Nó nằm yên lặng ở đó trong trạng thái sẵn sàng chạy lại trong điều kiện y như cũ và sẽ hoạt động trở lại mà không tiêu tốn thêm pin, thời gian hay dữ liệu. Điện thoại của bạn có cơ chế quản lý dung lượng của riêng nó. Nó sẽ đóng các ứng dụng mà đã lâu bạn không sử dụng hoặc ứng dụng tiêu hao nhiều pin hơn mức quy định. Bạn có thể giúp hệ thống chạy mượt mà và nhanh hơn bằng việc không cố gắng làm thay việc của điện thoại và để nó quyết định ứng dụng nào được chạy tiếp ở nền. Bạn nhận ra là điện thoại sẽ không hoạt động được tới tối, nên đã đến khách sạn gần nhất. Có người từng nói là để điện thoại cạn sạch pin sẽ có ích, nhưng Internet lại chỉ ra rằng đó chỉ là lầm tưởng. Pin được sử dụng trong điện thoại hơn 10 năm trước sẽ kéo dài lâu hơn nếu bạn dùng nó xuống 0% trước khi cắm điện thoại vào nguồn điện. Pin lithium-ion được sử dụng ngày nay thích hợp để sạc hơn ở đâu đó khoảng 30% tới 80%. Nếu thường xuyên để pin cạn sạch trước khi sạc lại, bạn đang làm tăng chu kỳ sạc không cần thiết. Trong trường hợp đó, hãy chuẩn bị để thay pin cứ khoảng 6 tháng một lần. Bây giờ bạn cần sạc điện thoại càng nhanh càng tốt để không bỏ lỡ màn bắn pháo hoa. Bạn nhớ lại mọi thứ trong đầu mình về cách sạc nhanh và tháo ốp ra. Phần lớn ốp điện thoại đều được làm từ vật liệu cản nhiệt thoát ra ngoài. Pin lithium-ion bên trong điện thoại của bạn hoạt động hiệu quả nhất khi điện thoại nguội. Hay đó, mức nhiệt cao sẽ làm nó chậm lại và hao mòn. Nhiệt độ càng cao thì quá trình sạc càng chậm. Có một đế sạc trong phòng khách sạn nhưng bạn không dùng nó. Năng lượng truyền nhanh hơn qua dây cáp vật lý. Hơn nữa, toàn bộ năng lượng lan tỏa xung quanh đế sạc hoặc chân sạc sẽ làm nóng điện thoại của bạn, mà điều này không tốt chút nào. Cổng USB trên máy tính không gây hại cho thiết bị của bạn vì nó có dòng điện thấp hơn. Tuy nhiên, nó sẽ sạc chậm hơn 2 lần. Vì vậy, bạn trung thành với ổ cắm trên tường. Có vẻ như ổ cắm nằm quá cao và điện thoại sẽ đung đưa, điều này không an toàn chút nào. Vì vậy, bạn cuộn dây lại và nhét điện thoại vào cái vòng đó. Nó phải nằm ổn định ở đó để không rơi ra. Điện thoại sạc được 5% mà bạn đã bắt đầu lướt newsfeed. Bạn an toàn khi dùng điện thoại trong lúc sạc, nhưng điều đó sẽ làm chậm quá trình sạc một cách kinh khủng. Thay vào đó, hãy bật chế độ máy bay. Nó sẽ tăng tốc quá trình sạc nhờ vào việc tắt hết sóng vô tuyến như dữ liệu di động, GPS, Bluetooth hay đại loại thế, và cả mọi âm thanh nữa. Thêm vào đó, nếu bạn ở trong vùng phủ sóng kém, nó sẽ không tốn pin để tìm kiếm tín hiệu. Điện thoại của bạn sạc được 80% rồi, hầu hết máy đều có tính năng mặc định tối ưu hóa sạc pin.
Nó nghiên cứu thói quen xả của bạn và làm chậm quá trình xả lại sau 80% khi bạn ngủ và trong một số tình huống khác. Trong khi kết nối với nguồn điện, bạn cập nhật hệ điều hành của mình. Phiên bản mới nhất sẽ luôn có các bản vá và sửa lỗi cho mọi thể loại vấn đề, bao gồm cả vấn đề sạc pin. Và các hệ điều hành mới cũng sẽ vận hành tốt hơn với các công nghệ mới, chẳng hạn như tính năng sạc nhanh trên Android. Xong, đi xem bắn pháo hoa thôi. Trên đường đến đó, bạn tình cờ thấy một cửa hàng bán bộ sạc nhanh. Bạn chưa bao giờ tin tưởng thứ ấy, nhưng nhân viên bán hàng giải thích rằng bộ sạc nhanh an toàn cho điện thoại. Chúng để pin lên 60% chỉ trong 10-30 phút và rồi sẽ sạc với tốc độ bình thường để tránh quá nhiều dòng điện chạy trong điện thoại. Bạn cũng có thể chọn một bộ sạc mới. Các bộ sạc chất lượng cao của bên thứ ba có cơ chế an toàn tích hợp giống như bộ sạc gốc và sẽ không gây hại cho điện thoại của bạn. Nếu điện thoại của bạn có thể xử lý 12W, thì sạc 10W sẽ làm tăng tốc quá trình. Hầu hết điện thoại đều đi kèm với bộ sạc 5W. Dây cáp tốt cũng là yếu tố thực sự có thể thay đổi cuộc chơi. Bất cứ loại nào cũng có 4 dây bên trong, 2 dây để truyền dữ liệu và 2 dây để sạc. Chúng đặt giới hạn cho tốc độ sạc. Nhân viên bán hàng giải thích rằng nếu muốn sạc nhanh hơn, bạn có thể nâng cấp từ cáp tiêu chuẩn lên cáp chất lượng cao. Bạn lắng nghe chăm chú đến nỗi vô tình làm đổ nước ngọt lên bộ sạc cũ của mình. Bây giờ bạn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc thay thế nó. Chỉ một giọt nước nhỏ xíu hoặc mồ hôi cũng làm chậm quá trình hoặc phá hỏng bộ sạc. Nhân viên bán hàng cũng kiểm tra cổng kết nối của bạn. Nếu có bụi và sơ vải tích tụ ở đó, giống như rốn của bạn vậy, thì bạn sẽ không thể mong đợi nó bay với tốc độ ánh sáng nữa. Anh ấy cẩn thận dùng tăm lấy sơ bụi ra khỏi cổng. Bạn cũng có thể làm như thế ở nhà. Người bạn mới đưa cho bạn một cuốn cẩm nang nhỏ chỉ cách tiết kiệm pin và bạn sẽ xem nó khi đi. Điều đầu tiên bạn làm là thay đổi hình nền. Hầu hết các điện thoại mới đều có màn hình OLED. Khi bạn đặt hình nền tối, nó không phải tốn năng lượng vào việc làm sáng pixel đen. Do đó, vùng tối trên màn hình càng lớn thì nó ngốn càng ít pin hơn. Bạn cũng bật chế độ nền tối. Nó đẩy mức pin lên rất nhiều. Để kích hoạt nó, bạn mở cài đặt, màn hình và độ sáng, rồi chọn tùy chọn nền tối. Bạn có thể chọn tự động kích hoạt vào hoàng hôn hoặc bình minh mỗi ngày. Chủ sở hữu Android có thể làm điều đó trong hiển thị, nâng cao, tìm chủ đề thiết bị ở gần cuối danh sách tính năng và kích hoạt cài đặt nền tối. Bạn tắt chế độ nền sáng tự động trong cài đặt, trợ năng, hiển thị và cỡ chữ. Nó được mang đến cho bạn qua một cảm biến ánh sáng dành nhiều năng lượng hơn cho việc thu thập và phân tích dữ liệu về môi trường xung quanh để chọn mức ánh sáng phù hợp. Nếu có Android, bạn có thể thực hiện trong cài đặt, màn hình, chọn tắt độ sáng tự động hoặc độ sáng thích ứng. Vậy là bạn làm giảm độ sáng màn hình bằng tay đến mức dễ chịu. Bạn cũng rút ngắn thời gian tự động khóa xuống mức tối thiểu. Màn hình tắt càng sớm khi bạn không sử dụng thì điện thoại càng tiêu thụ ít năng lượng. Bạn có thể điều chỉnh nó trong cài đặt, màn hình và độ sáng, tự động khóa. Trên Android, bạn có thể tìm thấy nó trong menu, cài đặt, màn hình hoặc hiển thị. Tại đây, bạn có thể chọn khoảng thời gian phù hợp trong timeout hoặc screen timeout. Mặt trời sắp lặn, nhưng bên ngoài vẫn nóng nực. Điều này không tốt cho loại pin không thích nhiệt độ quá cao của bạn. Đó là lý do bạn không nên để máy ở ghế ô tô dưới ánh mặt trời hoặc dùng máy khi trời nóng trên 35 độ C. Trời lạnh bút giá cũng không khá hơn là bao. Bạn sẽ thấy pin sụt giảm và rồi lại hoạt động bình thường khi trời ấm lên. Nhưng như vậy không tốt chút nào. Reng reng, bạn vừa nhận được một email quảng cáo. Trừ khi cần cập nhật cho công việc, bạn sẽ ổn với việc nạp mail cứ sau 30 phút, mỗi giờ hoặc thậm chí kiểm tra thủ công với email phụ. Bạn có thể đặt khoảng thời gian trong cài đặt, tài khoản và mật khẩu dưới tìm nạp dữ liệu mới. Khoảng thời gian càng dài hơn thì bạn càng tiết kiệm được nhiều pin. Trên Android, đi tới menu cài đặt và chọn email. Trong phần cài đặt chung, chạm vào menu cài đặt. Chọn tài khoản để điều chỉnh cài đặt. Chạm vào cài đặt đồng hồ, lịch trình đồng bộ, đặt lịch trình đồng bộ và chọn khoảng thời gian bạn thích. Bạn vẫn còn đủ pin để tìm địa điểm đẹp nhất xem pháo hoa. Chỗ đó nằm phía bên phải và ở trên đồi. Wow, khung cảnh mới ấn tượng làm sao. Bây giờ, bạn có thể tắt dịch vụ định vị đi
và bắt đầu buổi phát trực tiếp mà mọi người vẫn đang mong chờ. Chà, lại là thời điểm này trong năm, dọn dẹp nhà mùa xuân. Ra ngoài, bạn lấy khăn lau và chổi để dọn sạch toàn bộ mạng nhện trên cửa sổ nhà mình. Lần này, bạn quyết không để sót mẫu nào cả. Khi đang dọn hết mạng nhện này tới mạng nhện khác, bạn chợt thấy một chút bùn có hình thù kỳ lạ mắc kẹt dưới mái hiên và cổng nhà. Đó là gì vậy nhỉ? Bạn chợt nhận ra, đây hẳn là tổ ong bùn. Chắc bạn đang nghĩ có một đàn ong gần đây với rất nhiều tổ nằm cạnh nhau. May thay, ong bùn là loài côn trùng sống đơn độc. Mấy cái túp lều nhỏ bằng bùn đó đều chứa nhện bị tê liệt. Đôi khi có tới 500 con nhện bị mắc kẹt trong những hộc tủ này. Và nhiệm vụ của chúng chỉ là chờ ong non nở ra. Nếu tổ có cái lỗ, điều này có nghĩa là nó không có ong hoạt động bên trong, hoặc đã cũ vì ong bùn tạo ra các lỗ khi chúng rời khỏi tổ. Nếu định dọn tổ, tốt nhất bạn nên đợi đến tối khi chúng không hoạt động nhiều nữa. Dù khá trầm tĩnh, nhưng nếu cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ không ngần ngại đốt bạn đâu. Có vẻ như đấng sáng tạo đang giở tay nặng một con côn trùng thì quên mất phần tiếp theo. Dế chuỗi là một loài côn trùng có vẻ ngoài cực ấn tượng. Với móng vuốt như chuột chuỗi, thân mình của dế và đầu tôm, sinh vật này giống như thú mỏ vịt trong thế giới côn trùng vậy. Chúng không có nọc độc và sẽ chỉ cắn nếu bạn nhốt chúng trong bàn tay. Và nếu thực sự bị chọc tức, nó sẽ tận dụng một lợi thế bí mật của mình, đôi cánh. Chúng có thể phun ra chất lỏng hôi hám màu nâu từ cơ thể, giống như chồn hôi. Vậy, hãy cứ để chúng rời khỏi nhà bạn và sẽ chẳng còn gì mà dọn dẹp nữa. Vùng biển có đá bao quanh, chứa đủ các loài động thực vật. Các sinh vật biển như sao biển, cỏ biển, cua ẩn sĩ, cá nhỏ xíu và tất cả các loài bạch tuộc. Nếu bạn bắt gặp loài bạch tuộc đốm xanh tí hon này, tốt nhất hãy để nó yên. Nó đang nhấp nháy màu xanh neon về phía bạn là có lý do đấy. Vết cắn của loài bạch tuộc nhỏ xíu này mang độc tính mạnh hơn cyanua gấp 1000 lần và chưa có thuốc giải. Đừng lấy que chọc vào nó hay cố nhặt nó lên. Điều đó chẳng đáng để một chuyến viếng thăm bệnh viện đâu, hoặc thậm chí là nhà xác. Rắn trên cạn rất đáng sợ, nhưng rắn biển lại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Rắn biển được tìm thấy ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và có khoảng 50 loài khác nhau. Tất cả chúng vừa đẹp vừa nguy hiểm. May mắn thay, dường như chúng không quá bận tâm về chúng ta. Người ta cho rằng rắn biển Tupia là loài rắn độc nhất trong đại dương. Theo sát sau là loài rắn biển có mỏ. Nọc độc của chúng khiến vết cắn của rắn hổ mang chỉ giống như mũi đốt. Nọc độc của cả hai loài rắn đều cực kỳ nguy hiểm. May mắn cho chúng ta là phải mất hàng giờ thì nọc độc của chúng mới gây ra bất kỳ triệu chứng nào ở người. Đó là nếu chúng có thể cắn xuyên qua đồ bơi của bạn. Nếu con ruồi này đậu trên cánh tay khi bạn đang ở ngoài trời, bạn có thể hét lên một chút. Tôi không trách bạn đâu. Con ruồi bọ cạp, đúng như tên gọi của nó, có một cái đuôi cong trông giống như ngòi của bọ cạp. Nhưng bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì chúng chỉ dùng thứ này để giao phối thôi. Nó cũng có một cái đầu dài, giống mỏ mà nó dùng để ăn sau khi trộm côn trùng từ mạng nhện. Để tìm được người bạn đời hoàn hảo, chúng thích tặng đối phương món quà tương tự như hộp sô-cô-la và bó hoa. Và trong trường hợp này, đó lại là nước bọt của chúng. Lãng mạn làm sao? Nếu tình cờ đến châu Phi, bạn sẽ dễ bỏ lỡ loài chim lớn này nếu không chú ý. Cò mỏ dày sẽ bất chợt đứng yên khi bạn đi ngang qua. Cao tới 1,5 mét với sải cánh dài khoảng 2,5 mét. Cò mỏ dày nghe giống như động vật ăn thịt đầu bảng, dù chúng hoàn toàn không phải như vậy. Nổi tiếng là một trong những loài chim di chuyển chậm nhất, gần giống như bức tượng. Cò mỏ dày chỉ ăn cá gần mặt nước và chả quan tâm đến gì khác trên đời. Loài chim này không sợ con người chút nào. Dù sẽ chẳng có chú cò nào tự nhiên đến để nói chuyện về thời tiết, nhưng chúng sẽ cho phép chúng ta đến đủ gần để chụp vài bức ảnh. Giờ, nếu bạn nghe thấy tiếng kèn kẹt nhỏ khi đang ở trong vườn, đó có thể là chuột, sóc hoặc bọ cánh cứng tê giác đang thông báo để bạn biết rằng bạn đang ở quá gần chúng. Chúng thích tạo âm thanh kèn kẹt như vậy khi bị quấy rầy. Với chiếc sừng khổng lồ đáng sợ trên đầu, có vẻ như chúng có thể dùng nó để tự vệ. Nhưng điều đó hoàn toàn bất khả thi. Sừng chỉ để dẹp lá và que ra khỏi đường đi của chúng,
và ngăn những con đực khác xâm nhập vào khu vực của bọ cái. Không chỉ có sừng trên đầu mà chúng còn có sức mạnh phi thường, có thể nâng một vật nặng gấp 850 lần trọng lượng của chính mình. Điều này giống như bạn hoặc tôi nâng 65 tấn hoặc 11 con voi. Này, hãy thử xem, không đâu. Chủ yếu được tìm thấy ở Trung Quốc, hươu mũ lông trông thật đáng yêu với nhúm lông đó, chỉ cho đến khi nó quay lại. Ôi không, đó là một con hươu ma cà rồng. May thay, con vật này không muốn nếm máu của bạn hay biến thành anh hùng đâu. Chỉ những con đực mới mọc cái mũ này trong mùa giao phối, thay cho gạc để tranh giành lãnh thổ và hươu mũ lông cái. Cặp răng nanh này giống ngà voi hơn là những chiếc răng sắc nhọn. Chúng không chỉ có răng nanh mà còn nổi tiếng là sủa như chó và chuồn đi như mèo khi sợ hãi. Bầu trời đỏ rực vào ban đêm là một dấu hiệu cho thấy thời tiết tốt lành. Nhưng chưa ai nói gì về thủy triều đỏ. Thủy triều đỏ là hiện tượng tạo nở độc hại, nổi lên từ đáy biển sau những cơn bão đặc biệt nghiêm trọng. Loài tảo này trông giống nước sốt cà chua bị đổ hoặc gỉ sét trong nước, nhưng nó tệ hơn nhiều với môi trường sống xung quanh. Cá và sinh vật biển sẽ cố trốn thoát một khi đã tiếp xúc với tảo độc trong vùng nước của chúng. Nếu có người chạm vào nước này, nó sẽ không gây hại đặc biệt gì. Nhưng nếu bạn ăn hải sản bị nhiễm độc tố, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Vì vậy, nếu biển có màu đỏ, hãy tránh xa mặt nước. Một số loài nhện thích khoe khoang màu sắc tươi sáng để tỏ ra mình nguy hiểm, nhưng không phải nhện mạng phiểu Sydney của Úc. Con nhện đen bóng này không cần màu mè để chứng minh là mình cứng rắn. Những tên bò sát nóng tính này sẽ báo động rõ ràng khi định cắn ai. Vết cắn có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh của chúng ta trong vòng 30 phút. Chúng tạo mạng ở bất kỳ nơi trú ẩn nào như khúc gỗ cũ, dây hoặc thậm chí là thân lùn gác vườn. Nhện mạng phễu thích sống gần môi trường xung quanh con người vì dễ kiếm ăn. Khi đã chán một nơi nào đó, chúng chỉ đơn giản là rời bỏ mạng của mình và lang thang đi tìm một nơi mới. Hoàn hảo. Một số người nói rằng lửng mật chẳng thèm quan tâm thứ gì, và có lẽ họ nói đúng. Khi bạn đủ can đảm để cướp thức ăn từ báo đốm, sư tử hay linh cẩu, thì này, bạn phải sợ cái gì chứ? Những người họ hàng rắn rỏi của loài chồn này không chỉ tàn bạo mà còn siêu thông minh. Chúng nổi tiếng là biết các công cụ để thoát khỏi vòng vây. Các vật như bồ cào, đá và bùn bỗng trở thành công cụ để đến với tự do. Ngoài các điểm tương đồng về thể chất với chồn hôi, lửng mật còn tự hào khi có một tuyến nguy hiểm ở đuôi chứa một bộ máy hôi rình. Vậy là chúng rắn rỏi, hôi thối, có làn da cực kỳ đàn hồi và khỏe, và trên hết, chúng có miễn dịch cao với bò cạp và rắn. Điều tốt nhất bạn nên làm nếu vô tình gặp lửng mật là không làm phiền nó. Chúng ta có cơ hội nào chứ? Bạn đã bao giờ nghe về dâu tây và kém nấm? Chưa, thế còn tên gọi khác của nó, nấm chảy máu răng thì sao? Loại nấm này không độc nhưng vị của nó đắng đến nỗi bạn sẽ muốn nghĩ lại lần nữa trước khi thử đấy. Khi còn non và vẫn đang phát triển, loại nấm trắng này dường như có thạch đỏ chảy ra từ các lỗ của nó. Chất lỏng nhớp nháp này là nhựa sống được đẩy lên do hấp thụ quá nhiều nước. Nấm trưởng thành chỉ có màu be nhàm chán nếu so sánh với nấm non. Bên dưới mũ nấm, nơi sản sinh ra bào tử, có cấu trúc giống như răng, điều khiến cây nấm càng thêm phần kỳ dị. Quỷ Tasmania nổi tiếng là nóng tính khi bị kẻ săn mồi đe dọa, chiến đấu với những con đực khác hoặc tranh giành thức ăn. Chúng được mệnh danh là quỷ dữ vì hành động nhe răng, nhào tới của mình và cả vì chúng sở hữu một trong những tiếng rẽ đáng sợ nhất mà bạn từng nghe thấy lúc nửa đêm. Bất cứ thứ gì tìm được, chúng cũng sẽ ăn khá nhiều. Chúng thường không tìm đến con người, dù vẫn sẽ tự vệ nếu bị dồn vào chân tường. Với cú cắn mạnh mẽ như vậy, bạn sẽ không muốn là nạn nhân của chúng đâu. May mà quỷ Tasmania cũng thường bỏ trốn hơn là tấn công. Chà, đã đến lúc duỗi chân và đi dạo trong công viên rồi. Mặt trời đang tỏa sáng và bạn tận hưởng cả thời tiết lẫn cuộc sống. Đó là khi bạn phát hiện ra một đám mây dọc đang phát triển nhanh chóng. Lúc đầu nó có màu trắng sáng, nhưng nó kéo đến nhanh một cách đáng báo động, trở nên dày đặc và đen kịt. Bầu trời đang tối dần và một cơn gió thổi bay chiếc mũ trên đầu bạn.
và sau đó tóc bạn bắt đầu dựng ngược lên. Đó là dấu hiệu để bạn chạy đi, tự cứu mạng mình đấy. Bạn sắp bị sét đánh. Tại thời điểm này, các điện tích dương đang tăng lên trong cơ thể bạn. Chúng đang dần tiến tới phần điện tích âm của cơn bão. Nếu bạn không phản ứng nhanh, điện tích này sẽ gặp nhau và cho bạn một cái kết thảm thương. Nếu không có nơi nào bạn có thể trốn, hãy cúi mình xuống và cố gắng thu mình nhỏ hơn những vật thể xung quanh. Đừng nằm thẳng trên mặt đất. Đất có thể bị ướt và do đó là một vật dẫn điện lớn. Ngoài ra, còn có các dấu hiệu khác cho thấy nguy hiểm khi có bão sét. Lòng bàn tay bạn có thể bị đổ mồ hôi. Bạn có thể nghe thấy tiếng răng rắc, vù vù hoặc rung động kỳ lạ phát ra từ các vật thể bằng kim loại ở gần đó. Có thể da của bạn sẽ râm ran, miệng bạn cảm thấy có vị kim loại lạ. Nếu bạn chắc chắn rằng mình đang không nhai lá thiết thì hãy chú ý nha. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngửi thấy mùi clo. Đó là ozone. Các điện tích chia tách các phân tử nitơ và oxy, vốn là các khí cơ bản hình thành nên bầu khí quyển, thành các nguyên tử riêng biệt. Khi các nguyên tử này kết hợp lại với nhau, vài trong số chúng tạo ra các phân tử được tạo thành từ ba nguyên tử oxy, đó là ozone. Bạn có thể ngửi thấy nó trong cơn giông bão vì luồng khí đi xuống sẽ đưa nó từ độ cao lớn tới ngang mũi bạn. Bạn có thể biết mức độ gần của một cơn giông bằng cách đo thời gian từ lúc thấy tia chớp cho đến khi nghe thấy tiếng sóng. Cứ sau mỗi 5 giây là 1,6 km. Bầu trời trên đầu bạn đang tối dần và chuyển sang màu xanh lục đáng ngại. Có gì đó đập vào má bạn. Ouch, đau quá. Bạn nhặt vật thể vừa tấn công mình lên. Đó là một cục mưa đá lớn. Nhưng ngoài trời không lạnh đến thế và không có mưa. Bạn để ý thấy mọi thứ vẫn thật yên tĩnh. Chẳng có gió hay gì cả. Điều này khiến bạn nghĩ về sự tĩnh lặng trước cơn bão. Và thực ra bạn sẽ sớm nghe thấy tiếng ồn. Nó đang nhanh đến gần và biến thành một tiếng gầm lớn, như thể một đoàn tàu chở hàng đang tiến về phía bạn. Có điều đó không phải là tàu, mà là một cơn lốc xoáy. Và bạn gần như không có thời gian để trốn. Cái phễu không rõ lắm phía sau một đám mây các mảnh vỡ. Nhưng làm sao nhầm cột không khí đang quay này với thứ gì khác được? Nếu cơn lốc đuổi bạn ở trên đường, hãy chạy ra càng xa xe của bạn càng tốt. Điều này sẽ ngăn xe không văng vào bạn. Hãy tìm một cái mương, nằm vào trong đó và che đầu của mình lại. Nếu bạn đang ở trong nhà, hãy tránh xa các cửa sổ và nấp xuống hầm ngầm nếu có thể. Bây giờ, bạn đang đi bộ dọc theo bờ biển và tận hưởng làn gió nhẹ nhẹ. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dưới chân bạn, hẳn là một trận động đất. Điều kỳ lạ tiếp theo mà bạn nhìn thấy là nước rút khỏi bãi biển với một tốc độ chóng mặt. Nó để lộ ra đằng sau đáy đại dương, đá ngầm và thậm chí cả cá nữa. Đó là khi bạn nghe thấy tiếng gầm rú từ xa. Đây là một cơn sóng thần và bạn chỉ có vài phút để cứu lấy mình. Hãy chạy lên các nơi cao ngay lập tức. Một con sóng khổng lồ đang tiến nhanh vào bờ. Đó không phải là cách duy nhất mà sóng thần có thể ập đến với bạn. Nó không nhất thiết phải ập vào bờ với một loạt các con sóng lớn. Sóng thần có thể trông giống như thủy triều dâng nhanh. Nó thường đi đôi với nhiễu loạn nghiêm trọng dưới nước. Nó kéo mọi người xuống mặt nước và ném các vật nặng văng tứ tung. Bạn cũng có thể để ý nước biển sủi bọt, xoáy và tạo ra các hoa văn kỳ lạ. Đó là một dấu hiệu chắc chắn khác cho thấy sóng thần sắp đến. Chú chó của bạn đang lo lắng kìa. Nó đang cào cào cửa ra vào, đi lanh quanh trong căn hộ và cố trốn vào góc nhà. Bình thường vẫn điềm tĩnh và ngoan ngoãn, mà nay chú chó lại hú và sủa. Thời tiết cũng thật điên rồ trong vài ngày vừa qua. Một ngày trời rõ nóng mà sau 24 giờ đã se lạnh. Thêm vào đó, bạn nhận thấy dòng suối gần nhà mình đang sôi sục, sủi bong bóng khi đang chảy xiết. Chỉ khi mấy cái ly kêu len keng trong tủ thì bạn mới nhận ra nó có ý nghĩa gì. Tiếng loảng xoảng được tạo ra bởi tiếng chấn, những trận động đất nhỏ dẫn đến sự kiện chính. Động đất thường xảy ra theo cụm. Nếu có vài trận động đất yếu, hẳn một trận lớn hơn nhiều đang đến. Một lúc trước khi thảm họa xảy ra, bạn có thể nhìn thấy những ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Một số ánh sáng dường như đến từ mặt đất, một số khác thì lơ lửng trên không. Chúng được gọi là ánh sáng động đất. Được phát ra từ đá dưới áp lực lớn, chúng có thể được nhìn thấy vài ngày hoặc chỉ vài giây trước khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đồng thời, một số chuyên gia lại nghi ngờ sự tồn tại của ánh sáng động đất. Nếu bạn nghĩ rằng một trận động đất sắp xảy ra và có một con cá trê trong bể, thì hãy chú ý đến hành vi của nó. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng loài này có thể phản ứng với động đất nhỏ.
nó trở nên bồn chồn khi hoạt động địa chấn ở mức cao. Một số con bọ có thể cảm thấy một cơn bão đang tới. Chúng sẵn sàng cho thảm họa thiên nhiên bằng cách dừng mọi chuyển động. Đó là lý do nếu bạn nhận thấy nhiều côn trùng xung quanh mình trông có vẻ uể oải, hãy tìm một nơi trú ẩn. Còn với loài ong, chúng có thể dự đoán những trận mưa bão lớn. Chúng sẽ làm việc chăm chỉ hơn nhiều ngày trước khi trời bắt đầu mưa. Sóng vuông xảy ra khi hai dạng sóng khác nhau đâm vào nhau. Hiện tượng này trông thật tuyệt vời, nhưng chỉ khi quan sát nó từ trên bờ. Đừng nghĩ tới việc xuống nước để chơi đùa trong những con sóng như vậy. Ở nơi đó, những dòng nước cắt ngang có thể dễ dàng kéo cả một vận động viên bơi lội điêu luyện xuống mặt nước. Và nếu nhìn thấy những con sóng bập bềnh dữ dội mang theo rác đại dương và rong biển, thì hãy tránh xa mặt nước. Đây có thể là một dấu hiệu của một dòng chảy xa bờ mạnh sẽ mang bạn ra xa đại dương. Nếu bạn nhìn thấy những thứ màu xanh lá hôi thối trên mặt hồ hoặc biển, hãy tránh xa vùng nước. Đây có thể là sự bùng nổ tảo nguy hiểm. Nhìn qua, bạn sẽ không thể biết liệu nó độc hay không. Thế nên, tốt hơn hết, bạn hãy tuyệt đối tránh xa. 3 đến 4 ngày trước khi một cơn bão lốc xoáy kéo đến, mặt biển hoặc đại dương sẽ phồng lên đến 2 mét. Cứ sau mỗi 9 giây, sóng lại vỗ vào bờ. Cơn bão đến càng gần thì sóng vỗ vào bờ càng nhanh. Chúng cũng trở nên cao hơn, đôi khi lên đến 5 mét. Bầu trời rải rác những đám mây bồng bềnh sáng màu. Khoảng 36 giờ trước khi cơn bão vào bờ, áp suất khí quyển sẽ bắt đầu giảm. Sau đó, gió tăng tốc, những dải mây mỏng như sợi tóc xuất hiện trên bầu trời. 18 giờ trước khi cơn bão ập vào bờ, bầu trời mở toang và bắt đầu đổ mưa to. Nước mưa thường làm ngập các khu vực trũng thấp, dâng lên tới 4,5 mét. Khi bão còn cách khoảng 12 giờ, một cơn gió giật mạnh bắt đầu cuốn theo các mảnh vỡ rời rạc. 6 giờ trước khi đổ bộ vào đất liền, tốc độ gió đã lên tới 145 km/h. Nó đủ mạnh để làm gãy và thậm chí làm bật cả gốc cây, hất tung các mảnh vỡ lớn và làm lật xe. Nhân tiện, giả sử bạn đang chèo thuyền và có vài con cá mập đang lượn xung quanh, hãy để mắt đến chúng. Nếu những kẻ săn mồi này đột nhiên để bạn một mình và tiến đến vùng nước sâu, nghĩa là một cơn bão đang đến gần. Hãy trở lại nơi khô ráo nhanh nhất có thể và cảnh báo những người khác. Nếu trong thời gian mưa lớn, bạn nghe thấy tiếng gầm rú thì đó có thể là một trận lũ quét đang di chuyển về hướng của bạn. Nếu lúc đó đang ở gần một con sông, bạn có thể thấy các mảnh vỡ trôi theo dòng chảy. Nước có thể thay đổi màu sắc, trở nên mờ và sẫm màu hơn. Những dấu hiệu này sẽ khiến chuông báo động vang lên trong đầu. Nếu linh tính của bạn đúng, bạn không có đủ thời gian để lãng phí đâu. Hãy cố gắng rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể. Lũ quét thường gây chết người. Nếu đang ở nơi thiên nhiên hoang dã, hãy chú ý đến nước ở các lạch, suối và sông. Nếu nước rút hoặc dâng lên nhanh chóng, đó có thể là dấu hiệu của một trận lở đất sắp xảy ra. Và nếu bạn thấy nước chuyển đục ngầu, thì đừng đợi thêm nữa. Hãy chuồn khỏi khu vực đó ngay lập tức. Bạn thức dậy lúc nửa đêm vì có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối. Bạn mở mắt ra và thấy, ô cha ổ bánh quy, chú chuột cưng hamster mà bạn mới mang về ngày hôm qua đang ngồi ngay trước bạn và có điều gì đó quan trọng về nó. Đột nhiên, chú chuột đứng lên bằng hai chân sau và hú lên như sói, chỉ khác là cao hơn nhiều, giống như tiếng còi. Sau đó bánh quy bước tới cửa sổ, nhìn bạn lần cuối và nhảy xuống đường. Chuyện quỷ quái gì vậy? Bình tĩnh, chỉ là chú chuột hamster mà bạn chọn thực ra là chuột ma sói, hay đơn giản hơn là chuột châu chấu thôi. Nó là loài săn mồi hoàn hảo, lanh lợi, nhanh nhẹn và không cảm thấy đau. Loài chuột này sống ở Bắc Mỹ và không thích đào các lỗ. Sao phải làm việc đó khi bạn có thể khiến chủ nhân phải ra khỏi nhà chứ? Quả bóng lông dễ thương này ăn châu chấu, rắn và nhện, nhưng trên hết chúng thích những con mồi nguy hiểm. Bọ cạp Arizona cực kỳ độc, nhưng anh chàng dễ thương của chúng ta không quan tâm. Qua hàng triệu năm tiến hóa, loài gặm nhấm này đã học được cách chế biến độc tố thần kinh của bọ cạp thành một loại nước tăng lực, nọc độc đối với chúng cũng như 100 tách cà phê đối với bạn. Ngoài ra, nó còn giúp bạn không cảm thấy đau. Chuột càng có nhiều độc tố trong cơ thể, nó càng trông giống một người Viking nổi giận. Sau trận chiến, loài gặm nhấm này ngẩng đầu lên bầu trời đêm và hú. Âm thanh phát ra giống như tiếng còi, nhưng với âm lượng lớn. Nếu nó hú giữa sân bóng, bạn sẽ nghe thấy từ khán đài. Bằng cách này, con chuột tự nhiên khiến bản thân được chú ý và gửi đi thông điệp
Tôi chịu trách nhiệm ở đây, các người không nên qua mặt tôi. Bạn không tin tôi sao? Hỏi bọ cạp tội nghiệp đi. Khi bạn thức dậy trong phòng, con chuột đang hát bài ca chiến thắng. Có thể nó vừa đuổi một con côn trùng có độc xâm nhập vào phòng bạn. Mẹ thiên nhiên đã rủ lòng thương đối với loài người nên mới để chuột châu chấu có kích thước nhỏ bé. Nếu bạn nhìn thấy một con ở gần, hãy nhanh chóng rời khỏi đó. Điều này có nghĩa là chuột ma sói đang săn mồi và có một con bọ cạp ở đâu gần đó. Chuột con, ngay cả trong điều kiện nuôi nhốt, vẫn hung dữ. Chúng giống như những đứa trẻ Spartan thời cổ đại. Ngay từ những ngày đầu tiên trong cuộc đời, chúng đã sẵn sàng chiến đấu. Hãy tưởng tượng bạn nhận được một công việc trong công ty tạo ra hành tinh chúng ta. Bạn đến văn phòng và sếp nói: "Này, lính mới, tôi cần một dự án về một con vật mới để trên bàn làm việc của tôi ngay tối nay." Bạn đã cố gắng hết sức và kết quả là thú mỏ vịt. Con vật được bao phủ bởi bộ lông mềm, có một cái đuôi giống hải ly, chân trèo và mỏ vịt. Thú mỏ vịt đẻ trứng nhưng nuôi con bằng sữa. Bạn vừa thấy một thứ tưởng tượng điên rồ đấy. Thú mỏ vịt đực có cựa chứa chất độc ở hai chân sau. Độc đó không nguy hiểm đối với con người, nhưng tốt hơn hết là bạn nên tránh vuốt ve thú mỏ vịt. Nếu nó đâm bạn bằng những cái cựa đó, thì chắc chắn bạn sẽ bị đau dữ dội cả một tuần ấy. Loài vật nào có tính khí khó ưa nhất hành tinh? Thật đơn giản, đó là lừng mật. Hơn hết, nó giống một con chồn hôi đến phòng tập đấu vật 5 lần một tuần, và nó cũng có mùi y như vậy. Lừng mật nặng bằng đứa trẻ 2 tuổi nhưng không sợ ai cả. Nó không quan tâm kẻ nào đang đối đầu với nó. Dù đó là một con rắn độc, hai con sư tử hay một bầy linh cẩu, nó sẽ tấn công chúng và giành chiến thắng. Bạn muốn mật ong sao? Không vấn đề gì, hãy làm bạn với một con lừng và nó sẽ phá tổ ong cho bạn. Nó không sợ bị đốt, lừng mật có lớp da dày rất khó xuyên qua và cả những móng vuốt sắc nhọn và bộ hàm khỏe. Lừng mật khiến mọi người ở châu Phi sợ hãi, nhưng nó lại có những người anh em họ ở Bắc Mỹ và Âu Á. Những loài đó cũng có tính khí khó chịu. Mặc dù khó gọi chồn sói là loài khổng lồ, nhưng chúng sẽ không ngần ngại tấn công gấu hoặc nai sừng tấm. Loài này khi trưởng thành không lớn hơn một con chó cỡ trung bình. Nếu bạn chọc giận chúng, thì tôi không ghen tị với bạn đâu. Chồn sói cứng cáp, biết bơi và chạy nhanh. Bàn chân rộng giống đôi giày tuyết, giúp chúng không bị ngã vùi dưới tuyết. Bạn cũng không thể leo cây để trốn khỏi một con chồn sói vì chúng có khả năng leo trèo linh hoạt đến khó tin. Gấu túi là loài động vật dễ thương vì trông giống gấu bông. Chúng khỏe và nặng bằng chó chăn cừu Đức. Gấu túi sống ở Úc. Ở đó chúng đào những cái hố sâu và có cách tự vệ độc đáo nhất thế giới. Nếu kẻ thù cố gắng vào ngôi nhà dưới lòng đất của gấu túi, chúng sẽ chặn lối vào bằng phần mông. Phần cơ thể này bao gồm 4 chiếc xương hợp nhất. Đối với gấu túi, đó là một loại lá chắn và rất khó để kẻ săn mồi có thể cắn xuyên qua. Loài vật này hiền lành, có thị lực kém và không thông minh lắm. Nếu chúng nghĩ bạn đang ở tư thế đe dọa, chúng sẽ tấn công. Cầy mangut xám Ấn Độ là nhà vô địch thực thụ khi đấu với rắn hổ mang. Trong cuộc chiến, nó đẹp và nhảy nhanh đến mức con rắn không có thời gian để phản ứng lại các chiến thuật của nó. Con rắn sẽ cảm thấy mệt và quyết định bỏ đi càng sớm càng tốt. Cầy mangut được bảo vệ khỏi nanh của rắn hổ mang nhờ bộ lông dày và khả năng miễn dịch với nọc rắn. Cầy mangut là họ hàng với các loài mèo và là vật nuôi phổ biến ở Ấn Độ. Loài này thích ngồi lên đùi của chủ nhân nhưng vẫn giữ được nét hoang dã. Trong tự nhiên, cầy mangut hiếm khi tấn công người, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ rất khó đoán đấy. Không ai biết chính xác có bao nhiêu con chuột trên hành tinh, nhưng ít nhất là gấp đôi con người chúng ta. Đây là loài động vật thú vị, có thể cười, nằm mơ và căng thẳng. Chuột sống thành bầy và có thể săn những con mồi lớn hơn chúng hàng chục lần. Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu răng chuột trên xương sườn của loài khủng long 75 triệu năm tuổi. Chúng cũng có vua, tuy nhiên vua không đội vương miện. Đó là tên của vài con chuột có đuôi thắt nút lại với nhau. Chuột vua lớn nhất từng được ghi nhận là gồm 32 con. Thú có túi Opot đã có từ thời khủng long. Kỹ năng diễn xuất đã giúp chúng sống sót cho đến ngày nay. Ngay khi có nguy hiểm ở gần, người hùng này hiếm khi lao vào cuộc chiến và cũng không bỏ chạy. Chúng nằm xuống đất và bắt đầu bày trò giả chết. Chúng hoàn toàn không cử động, thậm chí còn làm chậm nhịp thở và nhịp tim. Tôi chắc rằng loài vật này xứng đáng nhận giải Oscar. Còn theo chủ nghĩa hiện thực thì diễn viên này tiết ra một mùi hương. Mùi đó tệ đến nỗi khiến kẻ săn mồi thà nhịn đói còn hơn đến gần một con thú có túi Opot. Loài này không kiểm soát được khả năng diễn xuất, đó là phản ứng tự nhiên khi căng thẳng.
Thú có túi opot không hung dữ, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ gầm gừ, lồng dựng lên và nhe hàm răng nhỏ nhưng sắc như dao. Bạn sẽ không gọi chuột trù răng khía là một anh chàng dễ thương đâu. Bạn có thể nhận ra chúng nhờ bộ lông đỏ, chiếc mũi Pinocchio và chiếc đuôi dài trụi lông. Chúng có hàm răng sắc nhọn và các tuyến đặc biệt trong miệng khiến nước bọt có độc. Đáng ngạc nhiên là loài này không có khả năng miễn dịch đối với nọc độc của chính mình. Đó là lý do tại sao chúng phải rất cẩn thận khi trải chuốt. Bản chất chuột trù răng khía rất hung dữ. Nếu buồn chán, chúng sẽ tức giận, cao nhau như lợn và có thể lao vào bất cứ ai ở gần. May mắn thay, nước bọt có độc của chúng không gây nguy hiểm cho con người. Chuột nhảy Jaguar là loài gặm nhấm nhỏ nhất trên trái đất. Chúng trông giống kangaroo con và chỉ nặng hơn 1 đồng xu một chút. Loài lớn nhất là chuột lang nước. Rất khó để nhìn chúng mà không cười. Nhưng đây chưa phải là kết thúc đâu. Hàng triệu năm trước, có một loài gặm nhấm với kích thước bằng loài trâu châu Phi sống trên hành tinh này. Phoberomus ăn thực vật và trông vừa giống hà mã, vừa giống chuột lang nhà quá khổ. Loài vật tiếp theo sẽ dễ dàng giành giải nhất cho loài gặm nhấm kỳ lạ nhất hành tinh. Loài vật đó là chuột chũi trụi lông. Vâng, chúng không có lông và sống dưới lòng đất. Ngoại hình của chúng quá khác biệt, ngay cả đối với loài gặm nhấm. Hơn hết, chuột chũi trông giống que xúc xích trong phim kinh dị. Nhưng điều đó không phải là mấu chốt. Trung bình một loài gặm nhấm có kích thước như thế này sống được 2-3 năm. Chuột chũi trụi lông sống tới 30 năm trong tự nhiên. Hãy tưởng tượng con người có thể sống đến 1.000 năm tuổi. Đối với loài gặm nhấm, 30 cũng nhiều tương tự như vậy. Các nhà khoa học tin rằng, loài đào đất xấu xí này có thể giúp con người giải quyết vấn đề lão hóa. Một đàn chuột chũi trụi lông có thể có tới 300 con. Trên nền đất cứng ở châu Phi, chúng đào những thành phố có kích thước bằng 6 sân bóng đá. Con người thường không bắt gặp loài chuột này. Chúng hiếm khi ngoi lên từ mặt đất và không uống nước. Thay vào đó, chúng lấy chất ẩm từ rễ cây. Một miếng bọt biển và baking soda có thể tạo ra một chất tẩy tuyệt vời cho những vết dầu mỡ nhỏ, dấu vân tay và vết bẩn trên tường của bạn, hoặc bất kỳ khu vực được sơn nào khác như bàn ghế hay hàng rào gỗ. Chỉ cần rắc một chút baking soda lên miếng bọt biển khô và trà vào vùng bị ố theo chuyển động tròn. Sau đó, dùng khăn khô sạch lau baking soda đi để loại bỏ bụi bẩn còn sót lại. Nếu bạn lo lắng rằng kỹ thuật này có thể làm hỏng lớp sơn thì hãy thử một chút trước để xem bề mặt phản ứng như thế nào nhé. Nếu bạn muốn chiết xuất được lượng nước ép tối đa từ chanh, trước tiên hãy cho chúng vào lò vi sóng trong 15 giây. Sau đó lăn nhẹ chúng trên bề mặt cứng. Và bây giờ hãy thoải mái vắt chanh bằng tay nhé. Khi bạn làm vỡ thủy tinh hoặc đồ gốm trên sàn, có thể khá khó để tìm và nhặt hết những mảnh vỡ nhỏ, đặc biệt nếu kính trong suốt. Đoán xem điều gì có thể giúp bạn? Một lát bánh mì. Sau khi loại bỏ hết những mảnh lớn, hãy cẩn thận lau một lát bánh mì dày trên sàn để nhặt những mảnh vụn nhỏ. Nó sẽ dính vào bánh mì. Nhưng hãy đảm bảo thực hiện việc này thật cẩn thận hoặc đeo găng tay bảo hộ. Và đừng nướng chiếc sandwich ấy lên để ăn nhé. Nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của tỏi thì đây là một mẹo dành cho bạn. Cắt đôi củ tỏi và trà sát vào một chiếc bát rỗng để có hương vị thơm ngon. Bây giờ bạn có thể cho mì ống, risotto hoặc salad vào bát và thưởng thức bữa ăn của mình. Hộp Pringles được làm từ nhựa giấy và kim loại, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt để đựng đồ đạc. Bạn có thể sơn các ống bằng màu trơn để phù hợp với căn bếp tối giản đầy phong cách của mình. Sau đó, dán các nhãn có thể tháo rời ở bên cạnh. Bạn đã bao giờ gặp khó khăn với việc xỏ kim chưa? Đây là một cách xử lý dễ dàng. Đặt bàn chải đánh răng lên bàn và luồn sợi chỉ ngang qua lồng bàn chải. Bây giờ nhẹ nhàng đẩy kim xuống phía trên. Những chiếc lông bàn chải sẽ giúp bạn chọc sợi chỉ qua lỗ kim một cách dễ dàng. Khi chỉ đã được xỏ thì bạn chỉ cần dùng ngón tay để kéo nó qua là xong. Nếu trên chiếc cốc yêu thích của bạn có những vết trà khó chịu không thể rửa sạch, hãy thử bôi một ít kem đánh răng lên miếng bọt biển. Điều này cũng có thể áp dụng khi bạn cần làm sáng bóng dao kéo bẩn của mình. Tốt hơn hết, bạn nên sử dụng miếng bọt biển có độ mài mòn nhẹ. Nó khá hữu ích để loại bỏ các vết đen trên bát đĩa. Giả sử bạn vừa nhận được một bó hoa thật lộng lẫy, nhưng chỉ trong chớp mắt, những bông hoa đã mang vẻ buồn bã như thế này. Bạn có thể kéo dài sự sống của hoa rất dễ dàng và gần như miễn phí. Đầu tiên, đổ đầy nước sạch vào bình và cho một vài thìa cà phê đường vào. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng hoa.
Trước khi cắm hoa vào lại bình, hãy cắt cuống hoa khoảng 1 inch, nhưng hãy đảm bảo cắt nó theo một góc như thế này. Thủ thuật ấy sẽ làm tăng bề mặt hấp thụ nước. Lặp lại điều này với tất cả các thân cây, đặc biệt là với những thân cây cứng. Và bây giờ đặt bó hoa trở lại bình nào. Những bông hoa sẽ vui lên trong vòng 12 giờ. Nếu bạn bị lạnh chân, hãy đặt chúng vào một chiếc bình. Không cần chờ đợi, hãy dùng máy sấy tóc để làm ấm dép trước khi mang. Mẹo này cũng có thể áp dụng cho giày mùa đông dùng để đi ngoài trời. Nhắc đến bàn chân thì có một cách tuyệt vời để loại bỏ mùi khó chịu. Nhỏ khoảng 10 giọt tinh dầu yêu thích của bạn lên 2 miếng bông gòn. Bây giờ, hãy đặt những quả bóng vào giày và để chúng qua đêm. Lấy chúng ra vào buổi sáng và tận hưởng mùi thơm sang trọng nào. Bạn cũng có thể trộn một vài loại nước hoa yêu thích để tùy chỉnh mùi thơm cho giày của mình hơn nữa. Nếu cống nhà bạn hơi bẩn và có mùi hôi, thì có một mẹo hay ho để giải quyết vấn đề này. Đặt một vài thìa, baking soda và đổ một ít giấm. Và bây giờ chỉ cần lùi lại và thưởng thức chương trình. Nó sẽ sủi bọt và giúp đánh bay mọi vết bẩn. Tất cả chúng ta đều từng cố gắng thắp một que diêm ngoài trời trong thời tiết nhiều gió và không thành công. Chà, chúng ta đã làm sai cách. Có một cách dễ dàng để chuẩn bị que diêm bằng cách sử dụng một con dao sắc. Cẩn thận khắc lại bốn góc ngay sau đầu que diêm. Sau đó, lặp lại kỹ thuật tương tự một lần nữa để nó trông như thế này. Tám mảnh vụn nhỏ này sẽ giúp tạo ra ngọn lửa cản gió mạnh hơn. Nếu bạn có một tủ quần áo nhỏ với không gian hạn chế để treo quần áo mới, hãy tháo khoen kim loại khỏi phần trên của lon nước uống cũ. Nó có thể tạo ra những vòng giữ hoàn hảo để cố định móc treo thứ hai. Chỉ cần cài chiếc khoen qua móc. Đây là cách để bạn có thể tăng gấp đôi và thậm chí gấp 3 không gian lưu trữ trên một thanh treo. Nếu cần làm nến khẩn cấp, bạn có thể sử dụng một vật dụng rất thông thường trong tủ lạnh. Bạn đã đoán được nó là gì chưa? Bơ. Cắt một miếng bơ đã nguội và đặt lên đĩa chịu nhiệt. Đục một lỗ thẳng xuống giữa bằng tăm hoặc que gỗ. Bây giờ, chúng ta cần một sợi bấc. Bạn có thể sử dụng sợi dây bông hoặc dây bện thông thường. Cắt chiều dài tương ứng và chọc nó qua lỗ để nó đi hết đến đáy ngọn nến của bạn. Nhẹ nhàng phủ bơ vào đầu bấc và thắp sáng ngọn nến mà bạn vừa tạo ra nào. Hãy dùng đồ duỗi tóc để làm phẳng những nếp nhăn khó chịu trên cà vạt. Hoặc, giả sử bạn đang làm việc trong một cửa hàng và phải đối mặt với đống tiền mặt khổng lồ, những chiếc kẹp sẽ giúp bạn nhanh chóng ủi tiền để chúng thành những chồng nhỏ hơn. Chà, cái dây kéo này cứng quá. Tại sao nó không thể trượt trơn tru như những cái khóa kéo khác nhỉ? Nhưng đừng vội vứt áo khoác đi nhé. Lấy một thanh xà phòng và nhẹ nhàng chà lên xuống trên dây kéo. Lặp lại ở cả hai bên. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt không? Cắt một chân của chiếc quần bó cũ và nhét hai ống bìa cứng dài vào bên trong. Hãy tiếp tục và luồn nó dưới cửa bên trong của bạn với một ống ở mỗi bên. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi gió lùa vì quần bò sẽ bịt kín mọi khe hở bên dưới cửa. Bạn cũng có thể sử dụng thủ thuật này khi cần tắt điện hoàn toàn trong phòng. Chỉ cần sử dụng quần đen dày là được. Giả sử bạn đang tham dự một hội nghị ở một thành phố khác và lịch trình của bạn sẽ rất bận rộn. Bạn có thể chuẩn bị chiếc trang phục của mình cho mỗi ngày và đặt chúng vào các ngăn khác nhau của tủ treo quần áo theo cách này. Bây giờ, hãy đặt nó vào vali của bạn. Kéo khóa và bạn đã sẵn sàng lên đường. Khi đến khách sạn, bạn chỉ cần cẩn thận rút hộp đựng này ra và treo vào tủ chỉ trong 2 giây. Nhưng đừng quên mang theo cả dây nhé. Có cách nào đóng đinh vào tường mà không làm đau ngón tay không? Câu trả lời là có. Lấy lược của bạn và gài cái đinh vào ngạnh của lược. Bằng cách này, bạn sẽ giữ an toàn cho các ngón tay. Và sau khi bắt đầu, bạn có thể nhẹ nhàng lấy lược ra và hoàn tất việc đóng đinh. Nếu bạn cần một miếng bọt biển trà bằng kim loại để rửa nồi hoặc chảo, hãy sử dụng một miếng giấy bạc. Vò nó thành một quả bóng, thoa một ít nước rửa chén và miếng bọt biển mới toanh của bạn đã sẵn sàng. Bây giờ, hãy bắt đầu trà và sẵn sàng ngạc nhiên nào. Nó hoạt động rất tốt ha. Nhân tiện, giấy bạc không nhất thiết phải là mới. Bạn có thể tái chế những miếng giấy bạc bạn đã dùng để nấu ăn. Và lời khuyên cuối cùng dành cho những người cầu toàn. Nếu đầu vòi hoa sen của bạn bị tích tụ nước cứng, nước sẽ không chảy thẳng xuống được.
Để khắc phục điều này, hãy đổ đầy giấm trắng vào túi nhựa. Sau đó, cho đầu vòi hoa sen vào trong túi, dùng dây buộc lại và để qua đêm. Vào buổi sáng, bạn có thể chà nhẹ đầu vòi sen bằng bàn chải đánh răng cũ hoặc bàn chải quần áo. Điều này sẽ giúp loại bỏ cặn nước cứng còn sót lại. Thủ thuật này cũng có thể áp dụng cho đầu vòi rửa. Di chuyển đồ đạc qua một cánh cửa liên tục đóng lại thì cực kỳ khó chịu. Vậy nên, hãy buộc một sợi dây thun quanh tay nắm ở mỗi bên cửa để nó bắt chéo qua chốt. Lúc đó, chốt sẽ không thể bật ra và cửa sẽ không bị đóng lại nữa. Để kiểm tra xem ga trải giường của bạn đã khô hoàn toàn hay chưa, hãy lấy một chiếc gương và đặt nó phía bên dưới. Để như vậy trong khoảng 5 phút. Và nếu nó bốc hơi lên thì có nghĩa là ga giường vẫn còn ẩm. Giường ẩm thấp là nơi sản sinh ra mốc và các loại nấm khó chịu khác. Bạn có thể sơn phần đuôi của chìa khóa bằng sơn móng tay có màu khác nhau để có thể dễ dàng xác định đó là chìa khóa nào. Để đổ lượng dầu hoặc nước sốt vừa đủ vào món salad, hãy chọc các lỗ trên miếng giấy bạc thay vì gỡ nó ra hẳn. Việc này sẽ ngăn một lượng lớn nước sốt đổ ra ngoài. Để băng cá nhân không trượt khỏi ngón tay, hãy cắt một đường ở hai bên. Việc này sẽ tạo ra 4 dải băng dính nhỏ hơn thay vì một dải lớn và sẽ dễ dàng để dán hơn nhiều. Nếu bạn bước vào toilet công cộng và nhìn thấy một cái cốc màu đỏ đặt dưới bệ ngồi, tốt hơn là nên chọn buồng khác vì như vậy có nghĩa là không có giấy vệ sinh trong buồng này. Chiếc cốc màu đỏ là vật thay thế thông thường cho hộp đựng giấy vệ sinh. Nó cũng được đặt dưới ghế vì lý do tương tự. Nói đến toilet, hầu như trong toilet công cộng nào cũng có một khoảng hở lớn giữa sàn và cửa. Lý do cho vấn đề không riêng tư này đúng là để giảm thiểu mức độ riêng tư và thoải mái, để mọi người không ngồi trong đó quá lâu và không ai phải xếp hàng. Việc vệ sinh cũng dễ dàng hơn và sẽ an toàn hơn nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Bạn quên để đồ uống vào trong tủ lạnh sao? Hãy quấn khăn giấy ướt xung quanh rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Chỉ trong 15 phút, đồ uống của bạn sẽ lạnh như đá. Thay vì bỏ đầy thẻ khách hàng thân thiết vào ví, bạn có thể chụp ảnh chúng. Chỉ cần chụp nhanh mã vạch cũng như hình ảnh mặt trước để bạn biết được đó là thẻ nào thôi. Sau đó, khi bạn ghé cửa hàng, chỉ cần quét mã vạch trên điện thoại để tích điểm. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại để xem gì đó và cảm thấy mệt mỏi với việc cầm điện thoại lên và nó lại rơi xuống, hãy thử sử dụng kính râm. Rất đơn giản, chỉ cần để nó ngược lại và sử dụng phần xung quanh tai để giữ điện thoại ở đúng vị trí thôi. Nếu lần tới đi siêu thị mà không có đồng xu với kích thước chính xác để bỏ vào xe hàng, bạn có thể sử dụng chìa khóa của mình để thay thế. Nếu có chìa khóa với phần đầu hình tròn, bạn có thể cắm nó vào chỗ đồng xu và xe hàng sẽ mở khóa. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc giữ cố định vỏ bánh taco, hãy sử dụng khay bánh muffin, lật ngược nó lại, xịt dầu lên đó và đặt bánh tortilla vào khoảng trống. Nướng trong khoảng 10 phút ở nhiệt độ 370 độ C để có vỏ taco giòn hoàn hảo nhé. Bạn có thể dùng chai nước để tách lòng đỏ trứng. Để chai phía trên lòng đỏ và bóp chai để hút nó lên. Để trứng vào một cái bát riêng và thế là bạn đã sẵn sàng rồi đó. Lần tới khi bạn loay hoay với việc vệ sinh quạt trần, hãy sử dụng một chiếc áo gối. Luồn áo gối qua từng cánh quạt để lau sạch bụi. Bằng cách này, bụi sẽ bám vào bên trong áo gối và sẽ không rơi xuống người bạn. Để vệ sinh máy xay sinh tố đúng cách, hãy đổ đầy xà phòng và nước nóng vào máy. Cho máy quay khoảng 10 giây và để nước xoáy thực hiện công việc khó khăn này. Sau đó, chỉ cần rửa sạch lại là được. Hãy dán một miếng băng keo trước khi đóng đinh vào tường thạch cao. Băng keo sẽ ngăn không cho lớp sơn bị bong chóc và bụi sẽ không bay khắp sàn. Nếu giày của bạn có mùi, hãy cho một vài túi trà khô vào trong đó. Túi trà sẽ hút hết mùi mồ hôi. Hãy thử dùng kem đánh răng để loại bỏ các vết xước nhỏ trên đồ đạc. Xoa một lượng nhỏ bằng hạt đậu lên vết xước theo vòng tròn cho đến khi vết xước biến mất. Sau đó, dùng khăn ẩm lau sạch và thế là xong rồi đấy. Hãy khoan vài lỗ nhỏ ở đáy thùng rác để ngăn túi bị kẹt khi bạn kéo lên. Các lỗ nhỏ này sẽ ngăn hiệu ứng, giống như chân không giữ túi ở phía dưới. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ cặn kính trong lọ bằng cách sử dụng dầu ăn. Nhúng một miếng bông vào một ít dầu, sau đó xoa lên chỗ bị dính. Để yên trong vòng vài phút và sau đó bạn sẽ lau được rất dễ dàng.
bạn có thể dùng dầu xả tóc để giúp cho áo len mới bớt ngứa hơn. Chỉ cần ngâm áo trong nước ấm với một vài thìa dầu xả và để yên như vậy trong khoảng 15 phút. Sau đó phơi khô là áo len của bạn sẽ trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Mùi mồ hôi trên ngón tay có thể được loại bỏ bằng một số loại kem đánh răng có vị bạc hà. Chà tay với kem đánh răng, sau đó rửa sạch, nó sẽ giúp loại bỏ mùi mồ hôi và còn có tác dụng như một chất tẩy tế bào chết nhẹ. Trước khi quyết định vứt bỏ đôi giày thể thao cũ, hãy chuẩn bị một chiếc bàn chải cũ và một ít kem đánh răng nhé. Thoa kem lên vết bẩn và để trong ít nhất 10 phút. Lau sạch bằng khăn ấm và làm lại nếu lần đầu không sạch. Nhưng hãy cẩn thận với kem đánh răng có màu, vì nó có thể để lại vết ố đấy. Giặt quần áo ở nhiệt độ thấp hoặc thậm chí tốt hơn là giặt lạnh. Làm vậy sẽ giúp quần áo bền hơn gấp đôi. Phơi khô trên dây nếu có thể, vì như vậy cũng sẽ giúp chất liệu có tuổi thọ cao hơn so với việc sử dụng máy sấy. Khóa kéo kim loại rất bền nhưng dễ kẹt hơn các loại khóa kéo khác. Chỉ cần nhẹ nhàng chà xà phòng lên răng ở cả hai mặt của khóa kéo. Phần thừa sẽ giúp bôi trơn khóa, giúp việc đóng mở trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn không thể bóp kem đánh răng ra khỏi tuýp được nữa, chỉ cần cắt bỏ phần đuôi của nó. Việc này sẽ giúp bạn lấy được kem còn sót lại bên trong, dù hơi khó khăn. Nếu còn đủ cho nhiều hơn một lần sử dụng, hãy cho vào túi ni lông để dùng sau. Làm đông nến trước khi sử dụng, như vậy chúng sẽ cháy chậm hơn rất nhiều. Cách này sẽ làm sáp nguội ngay lập tức và kéo dài thời gian chảy. Gói bông tẩy trang có những sợi dây ở đó để chúng ta có thể treo nó lên móc hoặc giá. Và bạn không cần phải mở và thắt gói lại. Hãy nhìn chỗ dưới cùng của bao bì, nó có một đường đục lỗ. Xé dọc theo đường đó và bây giờ bạn có thể rút một miếng bông ra. Nếu bạn đã từng nếm thử cartridge của Nintendo, bạn có thể xác nhận rằng vâng, nó có vị khó chịu và để lại hậu vị chua đắng trong miệng bạn. Chúng được bao phủ bởi denatonium benzoate, một trong những mùi vị kinh khủng nhất từng được biết đến. Thật ra, chất này ở đây để thực hiện một chức năng ẩn, nó ngăn mọi người nuốt cartridge. Được rồi, tựa đầu trong ô tô là để thoải mái và tựa đầu có thể tháo rời nhằm mục đích an toàn. Nếu bạn kéo miếng tựa đầu ra khỏi ghế, bạn sẽ thấy hai thanh dài, khá cứng cáp. Nếu bị khóa hoặc bị mắc kẹt trong ô tô, bạn có thể sử dụng hai thanh này để đập vỡ cửa sổ. Rìa gồ ghề trên đồng xu không chỉ liên quan đến thiết kế đâu. Các đồng xu từng được làm bằng kim loại quý để thể hiện giá trị thực của chúng. Người ta sẽ cạo bỏ phần rìa, sử dụng các đồng xu đã cạo với cùng giá trị và nung chảy rìa thành đồng xu mới. Để tránh việc này, những người thợ đúc đã làm cho nó gồ ghề để mọi người có thể biết liệu đồng xu đó đã bị cắt mất trước đó hay không. Tấm lưới màu đen trên lò vi sóng không chỉ là để trang trí cho đẹp, nó được gọi là màn chắn Faraday, giúp ngăn vi sóng thoát ra khỏi lò, đồng thời tăng tốc độ làm nóng. Vì vậy, bạn có thể thưởng thức thức ăn thừa ngày hôm qua nhanh hơn. Trên can Jerry có 3 tay cầm để giúp hai người mang nó dễ dàng hơn và phân phối nhiên liệu đồng đều. Các can xăng thường có một lỗ thứ hai, nó cũng cần được mở ra trước khi đổ xăng. Luồng không khí sẽ ngăn không cho xăng tràn ra ngoài, do đó không bị lãng phí.